Alo, Trinh ơi. Anh đợi chị Trinh chút xíu ạ. Em nghe rồi đây, em bắt đầu rồi anh. Ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Record. Ok, mình chắc mình bắt đầu. Cậu đi khá đi ha. Cứ trên tinh thần là cứ đúng giờ thôi. Cảm ơn tất cả anh chị đã coi như là theo suốt coi như là cái chương trình từ từ đầu đến bây giờ. Và hôm nay là bữa cuối cùng trong cái series chia sẻ các cái kiến thức về tổng quan về revenue management. Thì ngày hôm nay như đã báo trước thì hôm nay mình sẽ làm một cái section cuối cùng là về nói chung là Q&A là chính, tức là sẽ tập trung vào để giải đáp hoặc là thảo luận những cái câu hỏi từ các anh chị về các cái mà anh chị quan tâm về revenue management, e-commerce, về sale hay gì đấy mà anh chị cảm thấy là cần phải thảo luận thì mình sẽ đưa lên đây để mình thảo luận ha, đưa ra những cái ý kiến nó mang tính thực tiễn để mình có những cái giải pháp giải quyết các vấn đề. Thì trước khi mình đi đến phần Q&A thì để Thuận thêm một số các cái thông tin cơ bản là còn một vài thông tin nữa thôi về mặt lý thuyết để các anh chị wrap up cái buổi ngày hôm nay về mặt lý thuyết ha, trước khi mình đi đến cái phần Q&A. Thì một trong những cái chủ đề mà mọi người cũng hay hỏi là thế công việc mà revenue cần phải làm kiểu định kỳ nó là cái gì cho một cái khách sạn. Đó thì ở đây mình có đưa ra 10 cái daily actions mà một cái revenue manager họ thường hay làm ha, để mà có một cái successful revenue management ở tại một khách sạn nào đấy. Đó thì các cái daily này coi như là công việc hàng ngày này á, là bao gồm là review các cái đặt phòng ha, phân tích cái pace để mình biết là tình hình là business của mình đang on pace hay là off pace ha. On nếu mà đang trên đà mình đạt được các cái mục tiêu á thì tốt, còn nếu mình thấy là nó đang bị off pace, tức là nó đang không đi đúng theo cái chiều hướng mà đang forecast thì phải có những cái hành động. Đó, phải tìm kiếm cái nguyên nhân và phải có những cái điều chỉnh hoặc là họp với sale hoặc là họp với các bộ phận liên quan để mà driving cái business làm sao để mình đạt được cái forecast của budget. Rồi review cái competitor, kiểm soát cái inventory. Ở đây á, là anh chị cũng cái chỗ mà kiểm soát inventory này cũng là một cái rất là quan trọng trong cái việc mà anh chị tối ưu hóa được cái phần doanh thu. Bởi vì mình ví dụ cho anh chị là giả dụ như anh chị có cái inventory là có 100 phòng thôi. Và nếu mà mình không kiểm soát tốt 100 phòng, quỹ phòng 100 phòng này á thì nhiều khi anh chị đem cái quỹ phòng của mình đem đi bán vào những cái segment mà nó có giá thấp, ví dụ như bán cho đoàn nhiều quá chẳng hạn. Thì đến lúc mà khách lẻ họ tới họ mua á, họ đồng ý trả giá cao hơn á thì họ lại không còn phòng để họ mua nữa. Thế thì cái đó là một trong những cái điều rất là tối kỵ khi mà anh chị làm revenue management. Đó, thì làm sao để mình cân chỉnh hài hòa và mình kiểm soát được các cái quỹ phòng cho từng cái segment để mà đảm bảo được là mình tối ưu được cái việc là bán với một cái doanh thu và giá cao nhất và đạt được cái doanh thu cao nhất. Đó, thì kiểm soát cái inventory là cực kỳ quan trọng. Kế tiếp là phân tích về giá, ok. Xem Ray Shopping, xem Ray Shop coi giá của mình so với đối thủ như thế nào, họ đang có những cái giai đoạn nào họ đang bất thường không, có giai đoạn nào họ đang vượt trội hơn mình không, có giai đoạn nào ví dụ như trong concept thì mình đang position đứng đứng đầu hoặc một cái concept thì mình phải coi có bạn nào có một ngày đẹp trời có một cái khách sạn nào đó nó bán cao hơn mình chăng, ví dụ vậy. Thì lúc đó là cơ hội khi mà mình thấy trong concept mà có các cái khách sạn mà nó bán giá cao hơn mình thì tức là cái demand ở giai đoạn đó có khả năng nó sẽ cao lên. Thế thì mình phải tìm hiểu lý do tại sao mà giá nó thay đổi. Còn ví dụ giá mà tự nhiên một loạt cái khách sạn á, họ giảm giá rất là nhiều, họ drop giá, ví dụ cái gap thông thường giữa anh chị và cái đối thủ mà gần nhất á, nó lệch nhau khoảng 20 đô đi cho là phòng entry. Tự nhiên một ngày đẹp trời cái gap đó nó cách đến 30, 40 hoặc thậm chí 50 đô, ví dụ như vậy. Thì anh chị sẽ thấy là
tức là cái demand của những cái giai đoạn đó nó đang thấp và người ta đang giảm giá để người ta giật business, đặc biệt là kênh online nha các anh chị. Bây giờ kênh online nó cực kỳ nhạy cảm với giá, cho nên là chỉ cần anh chị điều chỉnh giá là có khả năng anh chị sẽ có những cái lợi thế và mặt cạnh tranh trên cái môi trường online để mà giật cái business từ từ đối thủ của mình ha. Thì mình phải theo dõi sát, phân tích cái giá rất là kỹ hàng ngày, rồi phân tích cái channel, kênh bán, rồi review các cái segment, để coi là các cái segment của mình hiện nay tình hình actual và on the book nó so với cái budget hoặc là so với forecast của mình á, nó có đang align không hay là nó đang bị lệch. Ví dụ có segment nào đó nó đang bán được tốt hơn những cái segment mà còn lại, nó đang bán vượt trội hơn. Ví dụ như trong cái segment đó mình chỉ cho đoàn đi chẳng hạn, nó chiếm có 20% cái tổng thôi, mà tự nhiên anh chị thấy ở một cái tháng nào đó nó đang bị vượt lên, tức là đoàn đang nhận vượt lên khỏi cái chỉ tiêu, tức là nó nhiều hơn cái mà mình đặt chỉ tiêu ra và mình đang nhận nhiều hơn quá rồi á, thì phải kiểm soát lại ngay để tránh cái việc là anh chị bán over cái phòng của anh chị cho cái kênh segment đoàn mà anh chị không còn cái cơ hội để anh chị bán cho những cái segment khác đó. Rồi phân tích cái web, tức là trên Google Analytics á, thì đây là cái thông tin mà cũng cần phải theo dõi để mình coi là cái traffic về cái website của mình ha, thì nó có tốt hay không, nó có từ các cái nguồn traffic về nó có tốt hay không, vì đây là cái cơ sở để mình biết được là hiện nay là khách nó có đến cái website của mình, họ có visit cái website của mình không, và khi họ đến thì các cái hoạt động của họ trên website của mình là cái gì, họ có click vào những cái chỗ đặt phòng không, rồi tỷ lệ convert booking trên kênh kênh web của mình như thế nào, thì tất cả những đó là mình phải theo dõi để mình đánh giá được cái kênh book direct trên cái web của mình. Rồi same day inventory check, tức là anh chị phải kiểm tra các cái inventory, tức là cái quỹ phòng mà của cái ngày mà ví dụ hôm nay là ngày 1 tháng 8 đi, thì anh chị cần đầu buổi sáng vô là anh chị phải check ngay là ngày hôm nay mình còn bao nhiêu phòng để mà mình bán. Bởi vì nhiệm vụ là đến giờ chót á, thì mục tiêu là mình cố gắng là mình bán coi như bán được 100% là tốt á, cho nên mình sẽ tối ưu cái chuyện là same day inventory, là cố gắng bán được bao nhiêu là phải bán hết. Bởi vì như anh chị biết là phòng á, nếu như mà nó qua một ngày mà anh chị không bán được á, thì coi như những cái phòng còn lại đó là coi như là mình bị mất cái giá trị ha, tức là mình bị mất cái giá trị của ngày hôm đó. Cho nên là giả dụ như anh chị bán, mà đó là lý do mà rất là nhiều khách sạn họ chạy last minute deal với một cái tỷ lệ giảm giá rất là sâu, miễn là nó không có thấp hơn cái giá cost, thậm chí là như vậy để mà họ fill up cái quỹ phòng còn lại ha. Tuy nhiên á, thì cũng có rất là nhiều các cái gọi là ý kiến là của cái trường phái revenue là cho rằng đến khi mà last minute á, mình có chạy last minute deal thì nó cũng vừa phải thôi, anh chị không được giảm giá quá sâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái brand name và cái tên tuổi của khách sạn của mình á. Thì cũng sẽ có những cái tập đoàn thì thường là họ không cho phép giảm quá sâu, còn những cái khách sạn mà independent tư nhân thì họ sẽ play với cái này khá là nhiều để mà make sure là họ bán được hết những cái phòng mà còn lại ha. Rồi và xem các cái daily report, thì đây là 10 cái hoạt động mà revenue sẽ làm hàng ngày để mà make sure rằng mình keep track được hết, monitor, overview được hết toàn bộ các hoạt động kinh doanh của khách sạn. Ngoài ra thì nó sẽ có những hoạt động liên quan đến meeting. Nói chung là meeting cũng là một cái rất là quan trọng để revenue cập nhật được tình hình từ các bộ phận, mà đặc biệt là sẽ từ sale. Để mà nắm được cái business thì revenue sẽ phải làm rất sát với sale để nắm được từng cái business movement. Đó, đó là lý do mà phải có họp revenue view meeting hàng tuần, có group meeting hàng tuần để review từng đoàn một để coi coi là tình trạng nó ra làm sao. Đó, rồi hàng tháng thì sẽ có làm cái báo cáo tổng kết tháng và làm cái forecast cho tháng hiện tại và 2 tháng 2 hoặc là 3 tháng kế tiếp. Hả?
rồi cái task hàng năm thì sẽ làm budget forecast, rồi làm giá, chính sách giá, renew giá cho hàng năm. Thì đây là những cái công việc gọi là định kỳ mà revenue sẽ làm. Ở đây thì đến cái phần này mình muốn chia sẻ với anh chị một cái, anh chị chờ xíu ha, mình mở cái overview chart. Cái overview chart mà mình gửi cho các anh chị á, bởi vì đây cũng là cái mình muốn summary lại tổng thể cuối cùng, để anh chị có thể xem như là đây là một cái tài liệu mà nó wrap up lại toàn bộ cái kiến thức của mình cho từ đầu cho đến bây giờ mình học được. Thì để Thuận giải thích qua toàn bộ cái flow trên cái chart này để mà mọi người hiểu được nó work như thế nào. Thì nếu mà anh chị xem cái chart á, cái overview chart này thì đã gửi qua email cho các anh chị hết rồi ha, mình chỉ có review lại thôi. Thì ở đây á, là nó xuất phát, anh chị xem từ trái ha, nó xuất phát là từ một cái định nghĩa của revenue management là right customer, right price, right time, right chain. Thì anh chị xem từ đó đó, mình khi mà mình nói product phải nói đến những cái sản phẩm liên quan đến khách sạn là gì, thì còn đã tóm tắt là đây những cái sản phẩm liên quan đến khách sạn nè. Rồi khi mà nói đến khách hàng thì anh chị cần phải biết đến segmentation nó là cái gì nè. Đó, thì khi mà mình segment tức là mình chia nhỏ cái phân khúc khách hàng của mình đã, thì có đây là những cái mà anh chị quan tâm lưu ý. Thứ nhất là cái product sensitivity, tức là cái độ nhạy cảm của khách hàng về cái phần sản phẩm, tức là khách hàng họ sẽ có xu hướng là sản phẩm thế nào, rồi độ nhạy của họ về thời gian, tức là họ mua cái sản phẩm đó vào thời gian nào, rồi họ mua cái sản phẩm đó với giá như thế nào đó, rồi cái của họ mua ra làm sao đó, toàn bộ cái thông tin về cái channel, tức là cái kênh mà họ mua như thế nào. Thì đây là những cái mà anh chị cần lưu ý khi anh chị xác định cái một cái đối phân khúc khách hàng đó, chia nhỏ các phân khúc khách hàng của mình ra đó. Rồi về customer ở đây thì mình tách thành hai group là B2B và B2C đó. Rồi đến giá thì có cái pricing structure là cái quan trọng. Trong cái pricing structure này á, thì nó sẽ được break thành đây là những cái giá chính mà anh chị sẽ có trong cái bảng giá structure của mình. Rồi nếu mà nói đến right time thì anh chị sẽ nói đến cái phần mùa vụ, đúng không ạ? Thì cần phải biết được là ví dụ mình sẽ theo dõi là ok, ngày trong tuần là làm sao, một tháng của các tháng trong một năm thì tháng nào cao điểm, tháng nào thấp điểm. Day of week thì ngày trong tuần cao điểm hay là ngày cuối tuần cao điểm. Đó, rồi về mùa thì nó sẽ có chia ra là peak, shoulder, low. Hai tùy mọi người cách chia là thường thì mình chia 3 hoặc là 4 mùa tùy ha. Peak là cao điểm nhất. Peak thì thường là chỉ có peak period thôi, chứ cũng có ít cái gọi là peak season lắm. Peak period là chính ha. Rồi những cái giai đoạn mà anh chị cần phải nắm là hot, warm and cold, dùng để mình biết được là cụ thể ví dụ các giai đoạn liên quan đến lễ Tết rồi này kia chẳng hạn, thì nó rất là hot thì anh chị sẽ phải kiểm soát những cái giai đoạn đó cho nó tốt. Rồi về channel ha, distribution channel, thì ở đây nó có, đây là các cái channel mà mình có thể gọi là phân phối phòng và bán phòng ha, tổng kết ở đây cho các anh chị. Rồi kế tiếp là cái cột này, thì mình ở đây là nó có các cái điều kiện để mà ứng dụng revenue management. Thì đây nó có những cái tiêu chí để anh chị khi mà muốn ứng dụng revenue management vào khách sạn thì tại sao người ta nói là phải có những cái điều kiện gì để mà anh chị ứng dụng được revenue management. Thì đây là những cái điều kiện thì mình cũng liệt kê ở đây để anh chị xem. Ví dụ như fixed product là tức là những cái ngành hoặc là những cái sản phẩm nào mà nó có một cái fixed capacity, tức là nó có cái số lượng cố định. Ví dụ phòng khách sạn là nó có, ví dụ anh chị xây 100 phòng nó chỉ có 100 phòng thôi, đồng ý không ạ? Một cái máy bay nó có 120 chỗ thì nó cũng chỉ có 120 chỗ thôi, anh chị không bán quá được, đúng không ạ? Không có bán quá được. Một cái nhà hàng có 50 chỗ thì nó cũng chỉ có 50 chỗ ngồi thôi,
rất ít khi anh chị có thể làm được cái thêm chỗ. Thì đối với những cái ngành nào mà nó có cái điều kiện là như thế này á, thì các anh chị hoàn toàn có thể ứng dụng revenue management được. À. Rồi cái nữa là cái liên quan đến cái statistics và analysis. À, thì đây là các cái thứ anh chị cần phải thống kê và phân tích, đúng không ạ? Rồi liên quan đến market intelligence thì đây cũng là một cái hoạt động quan trọng của revenue management để anh chị nắm được thị trường ha. Phải có SWOT analysis để competitor mình đang đứng đâu, mình có thế mạnh gì, phân tích về đối thủ cạnh tranh, event calendar, các cái tạo ra nhu cầu, meter, các thông tin vĩ mô về kinh tế, về ngành. Thì đây là những cái nó gọi là market intelligence anh chị cần phải nắm được. Vì cái này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái forecast của mình ấy. Rồi. Cái nữa là có một cái lưu ý nhỏ về mình. Nói đến cái chuyện là làm sao để mà mình quản trị được cái profit management, mình profit được, quản lý được cho tốt là nó liên quan đến cái chuyện làm sao mình pick được right distribution channel để mình có thể maximize được sales nhưng mà mình minimize được cái cost của distribution. Đó. Thì đây cũng là một cái quan trọng. Rồi, đến cái cột kế tiếp là các cái bộ phận mà tôi sẽ gọi là có liên quan, sẽ có làm việc có liên quan, đúng không ạ? Thì sales marketing nè, thì các cái việc ở dưới đây là các cái việc liên quan. Đó. Rồi reservation nè, rồi room division nè, F&B nè, và finance accounting nè. Thì đây là các bộ phận lớn mà revenue cần sẽ làm, và các cái việc ở phía dưới này là các cái việc revenue sẽ làm với các bộ phận đấy. Rồi ngoài ra là các cái việc mà quan trọng của revenue á, ở đây nữa là mình highlight vàng lên để cho các anh chị thấy nó là cái forecast demand. Đây là một cái công việc rất quan trọng của revenue cần phải làm ha. Để định hướng được business là phải làm được cái forecast cho nó chuẩn. Rồi. Ok, mình qua tiếp. Ở đây. Thì ở đây nó có bốn cái thì tất cả những cái việc làm từ bên trái này nó sẽ hướng đến cái chuyện là anh chị gọi là quản trị cái total revenue management của khách sạn cho nó tốt ha, làm sao để tối ưu cái doanh thu cho cả khách sạn. Thì ở đây nó có một số cái mà lưu ý để anh chị có thể kiểu nó remind cho anh chị nhớ, là liên quan đến cái revenue management strategy. Thì khi mà nói đến những cái chiến lược về revenue management đó, thì nó sẽ có những cái này, những cái keyword là vậy, những cái chiến lược liên quan đến ngắn hạn nè, dài hạn nè, hoặc là chiến lược mà ở cái giai đoạn cao điểm thì cái chiến lược của mình của revenue là maximize cái ADR nè, lúc mà thấp điểm thì mình maximize cái occupancy nè, overall là mình sẽ maximize cái RevPA nè, rồi maximize cái total revenue nè. Đó, thì đây là những cái chiến lược ha, liên quan đến revenue management strategy. Đây là những keyword để anh chị xem lên đây nhớ. Rồi trong revenue thì nó sẽ có revenue tactics và technique, nó có chiến thuật và kỹ thuật ha. Thì đây là một số các cái gọi là cái tactic và cái techniques để anh chị có thể tham khảo. Anh chị phải kiểm soát cái inventory và giá nè. Rồi phải đặt minimum length of stay cho một số giai đoạn nè. Trong một số các giai đoạn á, anh chị phải đặt cái length of stay là bởi vì để mình hạn chế cái việc là mình nhận những cái booking ở một đêm chẳng hạn. Thì mình phải đặt cái min length of stay là 2 đêm, 3 đêm để mình tối ưu cái booking ở giai đoạn đấy, để nó cho trường hợp là anh chị nhận booking một đêm nhiều quá nó sẽ bị lủng ở cái phần giữa. Ví dụ như hai có 3 ngày liên tục đi, đúng ra là phải đặt length of stay là 3 đêm. Anh chị không đặt length of stay minimum á, thì có khi là khách á, họ đặt ở những cái ngày ở giữa mà ở một đêm nhiều quá thì hai cái đêm trước và đêm sau á, là nó không có full được, thì nó dẫn đến cơ hội là nó bị mất cái cơ hội bán hàng. Rồi đặt max length of stay nè, rồi close arrival, rồi đóng mở giá, đóng mở inventory, đóng mở các segment, đóng mở channel. Thì đây là những cái kỹ thuật mà để
revenue sẽ ứng dụng để trong cái việc là kiểm soát và tối ưu về cái chuyện là doanh thu. Thì trong revenue thì nó sẽ có gọi là revenue management process, tức là một cái quy trình để anh chị triển khai một cái chiến lược revenue nào đó. Thì để triển khai á, là anh chị sẽ làm qua 5 cái bước. Ở đây có 5 cái bước. Và 5 cái bước này cũng là 5 cái bước được một cái vị giáo sư tiến sĩ của trường đại học Cornell University của Mỹ á, là nghiên cứu và đưa ra đó các anh chị. Tức là đầu tiên là để triển khai á, là anh chị cần phải establish một cái baseline, tức là một cái thiết lập một cái nền tảng trước. Thì cụ thể đây là ví dụ trước khi triển khai là anh chị phải có những cái số liệu nè, chuẩn bị những cái số liệu nè, phải thống kê các con số nè, các cái chỉ số là phải được thống kê nè. Để rồi sao? Sau khi anh chị có cái khâu establish đó xong, có những cái báo cáo gọi là thống kê xong rồi, thì anh chị cần phải tiếp tục là anh chị sẽ hiểu, tìm hiểu và anh chị phải hiểu được những cái nguyên do mà nó tạo ra những cái vấn đề liên quan đến cái chiến lược mình muốn triển khai. Giả dụ như mình nói là anh chị muốn triển khai một cái kế hoạch revenue để mà tăng giá nhằm mục tiêu là lọc bớt khách của mình, lọc bớt cái đối tượng khách mà không phù hợp, ví dụ như vậy, thì mình cần phải hiểu được tại sao mà những cái mình đang gọi là đưa vào những cái đối tượng khách không phù hợp như vậy đó, và mình phải hiểu được họ là ai, họ đang book qua những kênh nào, ví dụ như vậy. Thì mình phải hiểu hết những cái nguyên nhân xong rồi thì mình mới develop một cái chiến lược, develop a strategy. Sau khi mình develop xong cái strategy đó thì mình mới triển khai, mình triển khai cái sự thay đổi để mà mình lọc bớt cái khách mà không phù hợp đó đi. Thì sau khi anh chị triển khai xong rồi thì phải monitor cái impact của nó để xem là những cái mà mình triển khai đó nó có lọc được hay không. Thì đó là một cái process mà anh chị triển khai một cái revenue management, một cái chiến lược gọi là revenue management. Rồi, những revenue management goal thì có những cái mục tiêu là liên quan đến, ở đây là mình tóm tắt là tối ưu rep 3, total revenue nè, đó, đạt được budget nè, theo dõi các cái mục tiêu của mình là theo dõi đánh giá các cái chỉ số này, và cần phải đặt cái phần mà gọi là cái sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu nữa anh chị. Tức là mình ví dụ như anh chị triển khai một cái chiến lược mà cái chiến lược đó nó tạo ra một cái sự không hài lòng cho khách hàng của mình thì đó cũng sẽ là một cái chiến lược fail nhá. Cho nên là lưu ý đến cái chuyện đấy, và để mình không có make những cái mistake, hoặc là mình không lường trước được những trường hợp á, thì nhiều khi anh chị triển khai nó dẫn đến cái chuyện là anh chị phá hủy đi những cái mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng của mình. Khách hàng của mình họ không có những cái trải nghiệm tốt và họ không hài lòng. Thì cái đó là cũng là cái anh chị lưu ý. Rồi cái mục tiêu nữa là liên quan đến top line, bottom line, tức là làm sao để tối ưu được các cái doanh thu nè. Top line là doanh thu, tất cả các thể loại doanh thu của khách sạn. Còn bottom line là lợi nhuận, rồi return investment. Thì đây là những cái mục tiêu mà revenue management hướng tới. Đúng không ạ? Rồi, ngoài ra thì ở đây mình sẽ có một cái liên quan đến cái phần revenue management ở cái giai đoạn COVID. Thì cái này cũng mới thêm vào sau này, khi mà COVID 2020 á, mình có làm cái này. Thì anh chị sẽ thấy là ở đây nó có một số các cái tactic về cái chuyện là khi mà COVID xảy ra anh chị sẽ manage cái revenue management như thế nào. Đó. Thì mình cũng tóm tắt nó liên quan đến cut cost, nó liên quan đến chiến thuật về sale and marketing mình cần phải làm gì nè, chiến thuật về operation mình cần phải làm gì nè, rồi về các cái vấn đề mà mình sẽ phải đối diện là gì nè, rồi các cái chiến lược mà anh chị cần phải nó sẽ work trong cái giai đoạn COVID, và các cái chiến lược mà nó sẽ không tốt mà anh chị cần phải tránh đó. Thì đây là những cái mình tổng hợp lại hết trên một cái chart này để các anh chị có thể nói chung là anh chị có thể nhớ cái chart này thôi á, và mình biết được là sau này mình cần phải truy xuất lại những thông tin gì.
thì anh chị hoàn toàn có thể vào đây để anh chị xem và nó sẽ gợi nhớ để anh chị có thể nhớ được ha. Thì đó là toàn bộ cái overview về cái hotel revenue management. Rồi ngoài ra thì mình cũng có cập nhật cho anh chị cái spa revenue management nè, rồi cái liên quan đến nhà hàng nè, và một cái nó liên quan đến cái function space revenue management. Thì về mặt cái rule á, thì nó vẫn đi, cái flow thì nó vẫn đi từ trái sang phải ha. Tuy nhiên anh chị lưu ý là mỗi cái mình làm cho nhà hàng thì cái bộ KPI liên quan đến nhà hàng nó sẽ phải khác ha. Thống kê phân tích liên quan đến nhà hàng nó cũng sẽ khác nè. Forecast của nhà hàng, các cái chỉ số forecast nó sẽ khác với lại khách sạn nè. Đó, hoặc là spa đi chẳng hạn, cái chỉ số mà KPI mà liên quan đến spa nó cũng sẽ, nó cũng sẽ khác. Đó, thì cái principle để mà mình làm về revenue management là nó giống nhau. Tuy nhiên là mỗi cái dịch vụ á, ví dụ phòng thì khác, spa thì khác, nhà hàng khác, function space nó sẽ khác về cái KPI, cái bộ KPI và các cái chiến lược và chiến thuật để anh chị áp dụng, nó sẽ khác nhau một chút chứ nó không hoàn toàn giống nhau. Thì đây là những cái mình cũng dành rất là nhiều thời gian để mình tổng hợp nó lại trên một cái chart để giúp các anh chị có thể lưu lại, và đâu đó sau này nó sẽ gợi nhớ và nó nhắc khi anh chị cần để sử dụng cái nó. Đó thì cái đó là liên quan đến cái phần overview về cái phần overview chart. Đó thì nãy mình có trình bày cái này trong cái chart rồi, thì đây là một cái process về revenue management anh chị cũng nên nhớ, bởi vì cái này không phải chỉ có revenue đâu, sale dùng cũng được, hoặc là các bộ phận đều cũng đều dùng được. Khi anh chị muốn triển khai một cái chiến lược nào đó đó thì anh chị phải đi qua những cái step này để make sure là anh chị có thể hiểu đủ sâu và anh chị có thể đánh giá được những cái sự thay đổi khi anh chị apply một cái chiến lược nào đó vào trong cái business của mình. Ở đây thì mình có tổng kết một cái gọi là revenue management cycle, để các anh chị nhớ là đây là cái vòng tròn mà nó sẽ giống như lặp đi lặp lại. Để anh chị có thể gợi nhớ các cái step này ha, để anh chị áp dụng trong cái công việc hàng ngày. Thì tất cả mọi thứ đầu tiên hết á, anh chị hai cái gì liên quan đến revenue, thì cái phần statistic này nó cực kỳ quan trọng, tức là phải làm các cái báo cáo report thống kê nó rất là đầy đủ chuẩn chỉnh thì anh chị mới có thể phân tích và anh chị hiểu được cái business của mình đủ sâu. Thì từ đó anh chị mới đưa ra cái forecast, đó là cái nhận định của mình về những cái hiện tại và chuẩn bị xảy ra trong tương lai. Đưa ra forecast xong rồi thì mình mới biết là mình set cái strategy, cái chiến lược như thế nào cho nó phù hợp. Sau khi set chiến lược xong thì mình sẽ triển khai. Sau khi triển khai thì mình sẽ phải monitor nó, chứ phải triển khai xong rồi cho nó vào xó ha. Ok, triển khai xong là phải monitor nó, theo dõi nó, và rồi điều chỉnh kịp thời. Adjustment, điều chỉnh kịp thời, bởi vì không phải tất cả những gì anh chị triển khai nó sẽ đúng ngay, mà nhiều khi nó phải được cân chỉnh, điều chỉnh liên tục thì nó mới phù hợp. Rồi sau cuối cùng là đến cuối tháng hoặc là cuối quý hoặc là 6 tháng hoặc là 1 năm gì đó, mình phải có một cái đánh giá. Mình đánh giá để mình hiểu được, mình biết được rằng toàn bộ chiến lược mình triển khai nó có đúng hay không đúng, nó có phù hợp hay không phù hợp, nó có kết quả hay là không có kết quả. Thì từ đó mình lại quay ngược lại, đó, mình thống kê lại. Thì đây là toàn bộ cái cycle này, anh chị nhớ các cái bước quan trọng ở trong đây để mà anh chị có thể triển khai được một cái chiến lược về revenue management ở tại cái khách sạn của mình ha. Rồi wrap up lại cái phần kiến thức revenue thì đây là những cái key point, những cái điểm chính mà mình đã coi như là chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ. Thì cái đầu tiên mọi người nhấn mạnh, mọi người cần xây dựng được một cái revenue management culture, một cái văn hóa
về revenue management ở trong cái khách sạn của mình. Thì để mà xây dựng được cái đó thì mỗi người trong chúng ta cần phải có được một cái tư duy, một cái nhận thức đúng, một cái tư duy đúng về revenue management. Thì từ đó anh chị mới lan tỏa và anh chị mới gọi là xây dựng được một cái văn hóa revenue ở tại doanh nghiệp của mình. Và cái buổi đầu mình chia sẻ là revenue management là cái nỗ lực của teamwork, của cả một team, chứ nó không phải là của riêng revenue manager. Bởi vì at the end á, mình nói anh chị á, revenue mà có ba đầu sáu tay gì đi nữa á, thì nếu mà không có được sự hỗ trợ của top management, là bao gồm ông chủ, bao gồm GM nè, rồi không có sự hỗ trợ của sales and marketing, không có sự hỗ trợ của đặt phòng và những cái bộ phận khác liên quan, thì anh chị có làm cái gì đi nữa nó không bao giờ nó thành công được. Cho nên mình rất nhấn mạnh với các anh chị là đây là cái xây dựng cái văn hóa revenue management cho tổ chức của mình là cái quan trọng đầu tiên mà anh chị cần phải làm được. Mà những người để xây được cái này á, thì sẽ từ thường là nó sẽ xuất phát từ những người gọi là top management, GM là người đầu tiên. Rồi sau đó mà xuống giám đốc sales and marketing, revenue rồi này nọ kia để mà tiếp tục triển khai đến các cái bộ phận khác. Rồi, lưu ý là bây giờ sau cái buổi này thì nếu mà các khách sạn nào chưa có những cái thói quen về thống kê và phân tích thì vui lòng bắt đầu làm những cái thống kê, một cái báo cáo gọi là daily pickup report đơn giản thôi, để mà mình thống kê lại được các cái chỉ số để mình làm forecast, mình làm đơn giản nhất có thể thôi, rồi phân tích nó ra, dùng các cái kỹ thuật phân tích mà Thuận đã chia sẻ với mọi người để phân tích ra để mình hiểu sâu về cái business của mình đó. Rồi thường xuyên tham khảo các cái thông tin về thị trường, forecast demand đó, phát triển chiến lược, triển khai, monitor, đánh giá, điều chỉnh, đúng không ạ? Adapt với những cái thay đổi, rồi improve, rồi keep, gọi là sáng tạo, gọi là tiếp tục sáng tạo ra những cách làm mới, nó tốt hơn. Thì đây là chính là những cái nó rất là, gọi là nó cô đọng lại hết những cái ý mà từ cái buổi đầu chia sẻ với các anh chị cho đến ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng nó sẽ giúp được cho các anh chị sau cái năm cái buổi này, anh chị có thể có được cái nhận thức tốt hơn về revenue management, anh chị có được một cái tư duy tốt hơn, và anh chị bắt đầu thực hành nó vào những cái công việc hàng ngày của mình ở mức độ gọi là từ cơ bản nhất thôi các anh chị, không cần cái gì phức tạp đó. Bởi vì mình cũng nói anh chị là mình không có chia sẻ cái gì quá phức tạp về công việc liên quan đến revenue ở trong những cái buổi chia sẻ này, vì nó chính là anh chị, mình muốn anh chị thấy được rằng ứng dụng revenue management ở tại một cái khách sạn của mình đó, nó không nhất định là phải là một người revenue manager, mà thực tế là bản thân anh chị ai cũng có thể triển khai được từ những cái cơ bản nhất thôi. Và chỉ cần làm được những cái cơ bản đó thì mình tin rằng cái business của các anh chị nó cũng đã improve rất là nhiều rồi. Rồi thì mình phần chia sẻ của mình tới đây là xong. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Dạ bây giờ thì mình qua cái bên chương trình mình thảo luận đúng không ạ? Mình thảo luận, mình xem là mình có những cái câu hỏi hoặc là mọi người xem là trong suốt những cái buổi mà mình đi từ đầu đến giờ thì còn những cái gì mà mình muốn mổ xẻ thêm nữa không? Dạ em mời các anh chị mình cứ đưa ra những cái chia sẻ hoặc là những cái câu hỏi để mình team mình thảo luận. Dạ em mời anh Phong ạ. Dạ anh Thuận, em có hai câu hỏi. Thứ nhất là một trong những công việc của Revenue em nghĩ là đưa ra cái giá dành cho group và series phải không anh? Thì em muốn hỏi anh đó là dựa trên những cái yếu tố nào mình cần xem xét để mình có thể lấy cái group đó hoặc lấy cái series đó hay không, và cái giá nào mình đưa ra để nó, thứ nhất á, nó không thấp để mình mất cái revenue của mình, hoặc là nó không quá cao mà để mình mất đi cái yêu cầu đó, là câu hỏi đầu tiên của em. Câu hỏi thứ hai của em á, rồi là chắc mình tuần tự một câu hỏi rồi mình trả lời đi, rồi mình sẽ tới câu hỏi kế tiếp nha. Dạ rồi, câu hỏi hay quá tại em mất công quay lại ngại. Dạ, câu hỏi này hay. Dạ. Câu hỏi này rất là hay. Group cũng là một cái mà nó sẽ như anh chị cũng biết á, đoàn là
nó ảnh hưởng rất là lớn với đến cái occupancy của khách sạn đúng không ạ? Và khi anh chị đã quyết định bán một cái booking cho đoàn rồi thì anh chị đã chấp nhận, ok, là mình sẽ mất cái cơ hội bán cái số lượng phòng đó cho khách lẻ đó. Thì ai cũng biết rằng bán cho đoàn thì giá chắc chắn là không thể bằng bán cho khách lẻ được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà mình không bán cái đoàn đó thì có khả năng là cái tháng đó mình không đạt chỉ tiêu, đúng không ạ? Mình không bán, mình không có đoàn thì coi như là occupancy không đạt, revenue không đạt đó. Thì khi mà revenue tính toán, revenue sẽ có một cái file, một cái file Excel để ngồi tính toán cái việc là nhận cái đoàn đấy. Thì cơ bản là cái file đó nó sẽ được tự động khá khá thứ rồi, tức là chỉ cần nhập nhập cái gì, nhập số lượng, nhập các cái doanh thu mà cái đoàn đó nó mang lại. Ví dụ như là dự kiến là ngoài phòng ra thì các cái dịch vụ khác như F&B có không, bên có không, các thể loại, thì chỉ cần nhập vào cái những cái thông tin đó vào thì cái file đó nó cũng sẽ ra một cái giá, nó cũng sẽ đề xuất ra cái giá là ok với cái đoàn này thì mình nên nhận nó với cái giá là đó. Thì cái giá đó nó được tính toán bằng công thức là cũng đơn giản, anh chị cũng cộng trừ nhân chia thôi, nhưng mà nó dựa trên tiêu chí là gì? Thứ nhất là cái giá budget của mình cho đoàn ở cái tháng đấy, cái available của mình như thế nào, mình còn những loại phòng nào available, đúng không ạ? Và rồi cái đoàn này nó ngoài cái chuyện phòng ra, nó còn mang cho mình những cái doanh thu ngoài phòng, mà cái đó cũng gọi là đóng góp vào cái total revenue management của khách sạn đó. Thì khi mà tính toán hết cái đó, các cái yếu tố đó xong đó, thì revenue ra một cái giá cho các anh chị, và để đảm bảo rằng nó competitive đó, nó cạnh tranh được đó, thì đầu tiên cứ ra giá. Tuy nhiên thì sẽ có một cái mức để negotiate, chứ không phải là một cái cứng luôn. Anh chị cũng thấy là đa số là sẽ có cái phần gọi là thương thảo, sử như mà cần thiết để mà win đoàn á, thì revenue vẫn nhắc trong cái việc là gia giảm ha. Thì cái đó là đối với cái việc tính toán cái đoàn mai, các cái đoàn mai. Còn nếu mà đoàn laser á, các cái đoàn laser thông thường rất đơn giản là họ chỉ cần phòng thôi, thì dựa vào cái segment. Khi mình làm cái budget đó, thì anh chị cũng biết là mình đã có cái segment chia rất là rõ rồi. Dù đoàn có bao nhiêu là dành cho mice, bao nhiêu là dành cho đoàn laser, thì dựa vào đó để mà mình revenue sẽ kiểm soát. Là ví dụ tháng đó mình chưa có đủ cái business cho đoàn, thì mình sẽ tính toán để mình nhận cái đoàn đó với một cái giá gọi là, anh chị cũng biết là khung giá thì nó cũng đã có rồi chứ không phải là không. Cơ bản là vì khi mà tính toán cái giá run of house đó, là mình cần phải tính cái balance giữa các cái loại phòng mà mình còn. Ví dụ như anh chị có đến 4-5 loại phòng, thì không thể nào anh chị lấy một cái giá mà thấp nhất của cái loại phòng đầu tiên là anh chị bán hết cái đoàn đó được. Anh chị vẫn phải cân đối giữa các cái loại phòng khác nữa, tức là phải tính trung bình của các loại phòng khác nữa, để mình có một cái giá nó phù hợp hơn. Đó. Thì còn series thì nó là một câu chuyện khác nữa. Series thì các anh chị sẽ phải cân nhắc. Cái đó là giống như là lót dạ đó anh chị, mình nói là một cái business mang tính lót dạ đó, tức là nó sẽ giúp cho mình có được một cái base occupancy rất là tốt. Tuy nhiên thì mình biết rằng bán cho series rất là nhiều đó, thì dẫn đến là cái giá trung bình của mình nó sẽ bị kéo xuống rất là thấp. Thế nên thường thì revenue sẽ cân nhắc là chỉ nhận cái đó ở một cái tỷ lệ phần trăm nào đó trên cái inventory của mình thôi. Ví dụ như mình dành ra khoảng 10% cái inventory để chuyên bán cho series chẳng hạn. Đó, còn lại những cái inventory khác á, những cái loại gọi là cái quỹ phòng khác thì phải dành cho những cái kênh khác. Thì khi mà mình dành 10% nó ra để bán thì mình biết được rằng đối với series là giá nó cực kỳ thấp rồi, thì mình chấp nhận cái đó để mà bán cái phân khúc giá thấp để mình có một cái base occupancy. Rồi sau đó là mình yield dần cái giá đó cho những cái segment khác để mình đạt được cái giá cao hơn. Đó, thì cái đó là cái mà sẽ revenue sẽ manage cái và chào giá, tính toán và chào giá cho sale về đoàn. Thì còn ngoài ra nữa thì có một cái phần mềm, nó cũng có những cái phần mềm để mà hỗ trợ cho revenue trong cái việc là tính toán
và đưa ra các cái quotation cho giá đó. Thì trước Sheraton có dùng cái nó gọi là TIPO hay cái quái gì, cái tên gì anh quên mất, nhưng mà kiểu là anh chỉ nhập thông tin vào, nó tự đề xuất cho mình luôn cái giá bán cho cái đoạn đấy. Thì cũng có những cái phần mềm nó hỗ trợ như vậy. Dạ. Dạ, rất là rõ, cảm ơn anh. Ok, thank you. Rồi, câu hỏi cái tiếp đi em. Cái này về hệ thống anh. Em thắc mắc một chút, ví dụ như là GDS anh, thì em biết là tất cả các cái corporate hotel, city hotel phải xài GDS thì nó hợp lý, tại vì nó có rất là nhiều TMC sử dụng hồi đó họ coi. Nhưng mà em thấy một số cái resort họ không hề có khách corporate nhưng mà họ vẫn xài GDS, thì em hỏi ý kiến anh là có nên sử dụng hay không, tại vì những cái segment đó nó không có booking, và em có hỏi luôn rồi nó không có hiệu quả, bây giờ càng ngày nó càng ít, thì mình có nên dẹp luôn GDS cho những cái resort mà không phải nằm vị trí ở như Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, nó có nghĩa là không, hoàn toàn không có khách corporate luôn. Ok, thì ở đây cái GDS á, thì thật ra là ngày trước á, tức là cách đây khoảng năm 2002-03, tức là lúc đó anh vừa mới đi vào làm cái ngành khách sạn này, thì nó lúc đó nó cực kỳ hot, tức là nó cực kỳ gọi là nó cực kỳ thành công, giai đoạn đó nó cực kỳ hot luôn, người người nhà nhà ai cũng nói đến GDS. Tuy nhiên á, là từ ngày mà OTA xuất hiện á, thì không biết mọi người có theo dõi không, nhưng mà từ ngày OTA xuất hiện thì cái kênh nó bị cạnh tranh rất là khốc liệt. Thì OTA á, bây giờ anh chị cũng biết được rồi là khách mà corporate á, khách đi công tác cũng book qua OTA rất là nhiều. Khách corporate là nó book qua OTA nhiều lắm. Thì chính mấy bạn OTA đó đã kiểu gọi là cạnh tranh khốc liệt với GDS, và GDS đã bị thất thế bởi vì cái công nghệ của GDS á, nó cũng khá là lỗi thời rồi. Anh chị nào có vô trong xài rồi là sẽ biết là phải kiểu đánh lệnh, giống như đánh lệnh DOS. Ngày xưa anh chị học học máy tính ấy, người ta chỉ anh chị đánh lệnh đúng không? Vô đó phải đánh lệnh nó mới trả lời, kiểu như vậy. Thì cái công nghệ nó quá lỗi thời rồi, dẫn đến là nó không còn cạnh tranh nổi với lại các kênh OTA nữa, và nó đã mất rất nhiều thị phần qua OTA rồi. Bây giờ trên GDS chỉ còn mạnh nhất vẫn là cái câu chuyện vé máy bay. GDS vẫn đang rất mạnh ở phần phân phối vé máy bay, cho nên là đâu đó họ cũng có những cái lợi thế nhất định, chứ không hẳn là họ sẽ chết hả. Tuy nhiên là đúng như Phong phân tích đó, thì riêng cái phần của resort đó, thì anh bản thân anh kinh nghiệm cũng thấy là nó không có hiệu quả đối với phần resort lắm. Nó cũng chỉ work trên cái phần city hotel thôi. Cho nên thì đối với resort thì tùy, tức là mình có thể try, tức là mình có thể thử để đánh giá nó có hiệu quả không. Nếu mà không hiệu quả thì anh nghĩ là cũng không nên tập trung vào đấy mà mất thời gian, mình nên tập trung vào những cái nó hiệu quả. Sale thì lúc nào cũng tập trung vào những gì nó hiệu quả, 80% business mình nó nằm đâu thì mình tập trung vào đấy. Đó. Thế thì nhưng mà đối với anh thì kênh GDS mà ở resort thì anh thấy là nó cũng khá là không có hiệu quả đâu. Booking rất là ít và gần như là nó bị thất thế so với OTA rồi. Đó. Dạ. Còn City Hotel thì nó vẫn đâu đó nó vẫn work. Dạ, em cũng đồng ý kiến giống vậy. Nó cũng là một cái fact á, nó là một sự thật hiện nay, và nếu mà mình theo dõi đủ lâu á thì anh chị sẽ hiểu tại sao nó đang bị thất thế như vậy. Đó là lúc OTA xuất hiện. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, các anh chị khác ạ. Có bạn là Dương Thanh. Dương Thanh có ý kiến đúng không ạ? Vâng ạ, em chào mọi người. Em nối tiếp theo câu hỏi của anh Phong ấy, tại vì em thì thuộc dạng là city resort. Bây giờ em cũng đang muốn khai thác cái nguồn khách corporate á, thì mọi người cho em hỏi là hiện tại bây giờ cái platform hoặc là những cái app nào mà mọi người hay sử dụng có thể recommend để em tham khảo được không ạ? GDS nào hả em? Hay làm sao? Hay là kênh nào? Đúng rồi. Dạ, cái kênh GDS nào mà mình có thể tại vì em cũng khá là
là chưa hiểu lắm về GDS đó, cũng có tìm hiểu sơ thôi, nhưng mà em muốn khai thác cái nguồn khách corporate của City á, thì hiện tại là không biết là những khách sạn khác đang dùng cái kênh nào, cái partner nào để em có thông tin để em tham khảo thêm ấy ạ, nhất là trong thị trường Sài Gòn á, Hồ Chí Minh nhé. Có anh chị nào đang làm khách sạn Sài Gòn không? Hello. Có anh chị nào đang làm khách sạn Sài Gòn chia sẻ thêm không? Anh Thuận ơi, cho em chia sẻ bên chỗ chị Thanh. Thì hình như là bên chị Thanh là mình đang dùng Samider đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Thì nếu mà dùng Samider thì bên đó mình có cái bên Samider họ có cái tính năng là connect với lại GDS luôn á. Thì chị cứ đăng ký bên đó, tại vì cái bộ kết nối GDS bên đó thì hiện nay được khoảng 200 mấy kênh GDS. Thì họ sẽ tính, thì mình đăng ký và nó sẽ tính trên cái mỗi cái booking trả về cho mình. Nên là mình có chủ động hơn trong cái việc mà mình lựa chọn kênh nào, và mình nếu như mình chưa biết cái kênh nào cụ thể á, thì mình có thể là đăng ký những cái kênh mà họ sẽ recommend cho mình. Kênh GDS thì theo anh biết nó chỉ có 4 kênh thôi, và hiện nay cái bạn Amadeus á, cái bạn Amadeus á vẫn là cái mạng mà nó đang gọi là, anh cho là nó đang kiểu có tiếng hiện nay về về GDS nhất á, kể cả máy bay lẫn phòng khách sạn đó. Còn cái mà Nhật nói mà 200 mấy kênh là kênh bao gồm cả kênh OTA ở trong đấy không anh? Kênh GDS không á. Còn GDS tại vì bây giờ nó biến thể của nó khá là nhiều, chứ không phải là những bốn cái kênh GDS truyền thống, nó vẫn phát triển, và bây giờ nó nhiều là nhiều kênh GDS nhỏ nhỏ ở các nước khác nữa anh. À thế hả? Dạ, cái đó thì anh mới biết á. Tại bữa trước thì tụi em có đăng ký cho cái chuỗi của bên VB ở xài. À ok. Yeah. Dạ rồi, em cảm ơn ạ, để em tham khảo. Thường thì cái này nó liên quan đến công nghệ nhiều á, tại vì em phải dùng công nghệ để kết nối với máy đó, thì nếu mà Samider nó đang có sẵn cái dịch vụ đó thì em tự liên hệ Samider để họ tư vấn em thêm. Rồi Jimmy. Dạ Jimmy, để em contact Jimmy. Em cảm ơn. Ok em. Dạ em mời chị Nghĩa ạ. Dạ chị Nghĩa ơi, em mời chị ạ. Dạ. À đó, nhâm nghe không? Alo. Dạ rồi, nghe rồi ạ. Dạ. Rồi em chào anh Thuận. Thì câu hỏi của em nó cũng có liên quan tới cái phần mà topic của Phong chia sẻ ạ. Thì về liên quan về cái vấn đề mà của revenue management, về cái inventory control á anh. Thì cái này thì em nghĩ là chắc là các bạn tập đoàn thì chắc các bạn có hệ thống, tức là để control. Ví dụ như về cái em nói về occupancy á, mình yield được cái management, cái revenue của mình khi đạt được bao nhiêu cái phần trăm occupancy thì mình sẽ chạy cái giá gì, và trên cái bao nhiêu phần trăm đó mình sẽ chạy cái giá cao hơn á. Thì tại vì bên em là những cái đơn vị independent hotel resort á, thì nó sẽ gặp một cái vấn đề khó khăn như thế này. Thật ra cái việc vấn đề này em thấy nó cũng không có được gọi là làm strictly lắm ở những cái resort và những cái nơi mà em làm. Thật sự là vậy, thật sự là nhiều khi cũng có các bạn revenue, nhưng cái việc mà control theo kiểu là inventory hoặc là occupancy ấy, thì nó cũng không có làm kiểu rất là strictly. Thứ nhất là vì người ta cũng không có cái công cụ để người ta hỗ trợ anh, nghĩa là không có cái phần mềm, không có một cái công cụ gì, chỉ là manual. Mà trong cái quá trình manual thì nó xảy ra một số cái vấn đề nó bất cập. Em ví dụ như là ngày hôm nay tại thời điểm này, mình theo như mình lý thuyết mình nói á, là mình đạt được 70%, thì mình sẽ đẩy cái giá mình lên là $120. Em ví dụ như vậy. Ví dụ như cái giá bình thường là dưới 70% là $100, lên tới 70-75% thì mình sẽ set là $120. Nhưng mà thật ra cái này nó không có một cái công cụ hỗ trợ, cho nên nó xảy ra những một số cái vấn đề bất cập như sau. Khi mình bán sản phẩm á, thì nó rất là nhiều kênh, đặt phòng cũng bán, lễ tân cũng bán, sale cũng bán. Thì nó không có một cái cơ sở gì để biết được đúng một cái thời điểm đó mọi người nên dừng lại ở cái giá đó, và nó qua cái điểm đó là mọi người bắt đầu chạy cái giá mới. Và sale làm thì các bạn chưa kể là sale ở tất cả vùng miền Bắc, Trung, Nam. Cùng một thời điểm các bạn cũng bán, cho nên có thể là nó sẽ không đi theo đúng cái guideline của các bạn revenue đưa ra vì nó không có cái hệ thống hỗ trợ. Thì câu hỏi em đặt ra ở đây thì đối với những cái khách sạn independent ấy, thì mình có cái tool nào không để mình giúp cái vấn đề này làm nó consistency hơn được không anh? À ok, hay quá.
Câu hỏi này cũng nhức nhối đó. Thấy bên em xài phần mềm BMS của bên nào? Smile. À, của Smile. Ok. À, cho em hỗ trợ cái phần này đi anh Thường. À, ok, em trả lời trước đi. Okay. thì ở trên thị trường á, nó sẽ có một số cái phần mềm gọi là Revenue hoặc là Dynamic Pricing. Thì chị nghĩ có thể tham khảo ấy, trên cái phần đấy, hoặc là Nhật sẽ nhắn tin nhắn cho chị sau những một số cái tool. Thì cái phương thức đó là nó sẽ thứ nhất là nó sẽ lót giá cái bộ cơm set của mình. Cái thứ hai, nhưng mà nó phải gắn với lại cái BMS của khách sạn để biết được là cái occupancy tại cái thời điểm đó là bao nhiêu. Thì cái cơ chế là khi mà nó biết được cái occupancy á, nó sẽ đẩy cái và mình set cái rule và cái condition cho nó là mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ set theo occupancy. Khi mà đạt tới bao nhiêu phần trăm của occupancy thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ tương ứng trên cái phần giá bán. Hoặc là chỉ có thể set là cứ mỗi booking về là nó sẽ tự động nó tăng. Cái thứ hai, thứ ba nữa đó là chị có thể là set từng cái room type hoặc là từng cái độ phức tạp của cái hệ thống nó hỗ trợ đến như thế nào. Thì một số cái là nó sẽ cho phép mình là set từng cái room type hoặc là từng cái length of stay luôn, và nó sẽ cập nhật thay đổi theo cái điều kiện của revenue mình đưa mình mong muốn. Thì nó trên thị trường nó cũng có rất là nhiều cái công cụ, chứ không phải là không có đâu chị. Nhưng những cái công cụ này nó đắt không anh? Đắt không anh nhỉ? Không, nó cũng khá là hợp lý. Thì mình tùy mỗi cái thì nó mang lại như thế nào cái phần doanh thu cho mình thôi. Tại vì bên Ascot là dùng AMS của bên Úc mà đúng không? Tại vì... dạ đúng rồi anh. Ascot là... Sing anh ạ. Nó gốc cũ quá. AMS Cloud. Tại ngày xưa thì Nhật làm bên Protel, thì đợt đó là nó chuyển từ Protel qua AMS. Tức là mình cũng hỏi đây là cho hai cái property mình làm. Một cái thì ngày xưa gọi là Smile, thì cái vấn đề này nó cũng nhức nhối. Cái thứ hai là bây giờ bên Ascot thì hiện tại họ cũng không có cái phần mềm để hỗ trợ. Thì có gì chắc là cái này đi inbox riêng anh Nhật để hỏi thêm ha. Rồi. Ok, đó là phần chia sẻ. Cảm ơn rất là nhiều anh Nhật. Em cảm ơn ạ. Còn từ phía anh thì anh sẽ cho Nghĩa thêm một cái idea nữa. Giả dụ như trong trường hợp khách sạn của mình không có điều kiện để sử dụng phần mềm. Đúng rồi. Ok, giả dụ như em không có điều kiện để sử dụng phần mềm thì mình sẽ có thêm cách để mình cân nhắc ha. Thì tại vì ngày xưa đến giờ thì anh cũng đã từng làm qua rất là nhiều property không có dùng đến hệ thống. Tức là ví dụ như ngày xưa anh làm Sheraton thì anh nói với em hệ thống nó chuẩn và revenue chỉ cần ngồi một chỗ là kiểm soát được hết. Và bằng hệ thống, tức là khi mà anh đóng giá đó, thì không có ai mà make được booking ở một cái giá thấp hơn hết. Anh ví dụ anh đóng giá thấp hơn rồi anh mở giá cao hơn đúng không, thì không có ai làm được cái booking ở cái giá thấp hơn được đó. Thì như vậy đó, tức là tất cả các kênh, dù là em đặt từ GDS, từ online, từ đặt phòng hay là từ front desk, từ sale gì, không có ai đặt được hết đó. Thế thì phải có một hệ thống kiểm soát thì em mới làm cái đó một cách chặt chẽ như vậy được. Còn nếu như không có hệ thống á, thì bắt buộc em phải chấp nhận ha. Ở đây em phải chấp nhận một cái mức độ tương đối thôi. Anh giả dụ như em chiến lược thì mình set cũng rất rõ ràng là ok, đến một cái khung occupancy nào đó thì mình sẽ phải tăng giá. Ở đây mình nói một cái khung occupancy chứ không nhất định là exactly. Ví dụ em từ 70 lên 80, tức là không phải là chính xác là đến một mức nào đó mình mới thay đổi, mà là mình phải thay đổi. Mà ví dụ như là trong cái khung từ 75 đến 80, thì ví dụ như trong một khung như vậy á, thì khi đó cái người mà kiểm soát á, ví dụ như em làm cái công việc kiểm soát, công việc revenue đi, thì cái nhiệm vụ của em á, là phải communicate, tức là em ngồi em monitor rồi. Khi mà mình reach đến cái occupancy đó thì ngay lập tức là mình phải có một cái công cụ để mình alert. Ví dụ anh dùng Excel để nên alert. Ví dụ anh export cái room availability ra một ngày mấy lần. Một ngày mấy lần luôn. Ví dụ như sáng một lần, gần trưa anh export một lần, xế chiều anh nhận lần, trước khi về anh nhận là anh export lần nữa. Một ngày anh export cái availability check á 4 lần. Và anh đưa vô cái file Excel của anh một cái thì anh sẽ biết rằng những cái ngày, tức là từ đây đi, trong vòng từ đây cho đến 30 ngày kế tiếp, những ngày nào occupancy như thế nào á, là nó tự động highlight lên cho anh. Highlight đỏ hay xanh vàng gì đó, highlight lên hết. Thì khi mà em
đưa vào thì em sẽ biết ngay là những ngày nào nó đang ở tình trạng là ok đến ở cái khung occupancy nào. Thì khi mà em identify được rồi thì em sẽ để phải ngay lập tức em những cái giai đoạn mà cần tăng giá là em ngay lập tức communicate với mọi người. Ok, highlight lên trên email, viết email cho mọi người ngay lập tức là giai đoạn này này là mình sẽ bắt đầu bán khung giá mới. Ok, hiện nay là công suất phòng nó đang như thế này và bắt đầu từ lúc này là mình sẽ bán phòng giá mới. Thế thì ngay từ cái lúc mà em gửi cái email đó ra ha, và em gọi điện gì đó, em communicate với mọi người, các cái đầu mối bán hàng á, thì họ phải có nhiệm vụ là bán theo cái chiến lược mới, đúng không? Và nếu như mà sau cái thời gian đó mà ai mà cố tình nhận vào những cái business mà nó không đúng theo cái chiến lược đó, thì qua ngày hôm sau em chỉ cần check cái reservation report thì em sẽ biết được là sẽ có những booking mới, đúng không? Thì coi lại coi những cái booking mới đó ai có bán đúng theo cái chiến lược của mình không. Không có thì phải quay lại hỏi tại sao anh chị bán cái giá thấp hơn. Tôi đã thông báo cho các anh chị rồi là anh chị phải bán giá ở cái khung này trở lên, tại sao anh chị bán giá thấp hơn, anh chị phải giải trình. Dạ, thì cái giải trình đó nó có thể là nằm ở trong một số cái trường hợp, ví dụ như mình báo giá, mình cốt giá thì nó chưa tới cốt update, đúng không? Nó có thể là đúng 2 ngày hay tức là đó. Bởi vậy anh mới nói là lúc đó em phải em communicate, tức là em phải đứng giữa để em kiểm soát và em communicate với mọi người. Còn dĩ nhiên cái lúc mọi người feedback lại cho em, họ giải trình, họ nói là vì lý do A, B, C, D gì đó, thì nếu mà nó hợp lý thì em chấp nhận. Dạ rồi. Đúng không? Dạ. Còn nó không hợp lý là mình phải đọc liền để mình kiểm soát. Dạ rồi. Dạ, em rõ. Cảm ơn anh. Ok. Vậy ha. Thank you. Quá trời trời người hỏi. Dạ, trước khi mà đến cái câu hỏi số 2 em nhận của chị Clara thì em có xin mọi người một cái khảo sát một chút xíu là em chat lên trên cái group chat á. Thì mọi người cho em thông tin, ví dụ như là ai mà đã làm trong ngành á mà từ 10 năm trở lên thì vui lòng comment giúp em số 1 ạ. Còn ai mà từ năm, tức là dưới 10 năm á, khoảng tầm từ 4 năm đến 10 năm thì comment giùm em số 2. Còn ai mà mới vào, các bạn mới vào mà có khoảng 3 năm kinh nghiệm đổ lại á, thì mình comment giùm em số 3. Rồi. Em sẽ đọc cái câu hỏi của chị Clara Huyền Huỳnh. Em đang loay hoay tìm kiếm phương án hành động nào để thúc đẩy doanh số cho cơ sở mình hậu Covid thay cho phương án voucher. Em rất mong mọi người cho em ý kiến tham khảo với ạ. Rồi, đó. Giờ mọi người thấy voucher không hiệu quả hay sao? Hiền thấy bán voucher không hiệu quả hay? Hai anh, hai mọi người. Thực ra là rất là cảm ơn anh với lại chỗ chị Trinh với Nhâm. Cũng rất là nhiệt tình để mà tạo ra cái sân chơi này cho anh chị em. Em thực sự rất là gọi là phải rất là thán phục và cũng rất là biết ơn với mọi người. Em thì xin giới thiệu sơ qua với mọi người thì cũng đã làm trong cái ngành khách sạn này cũng khá lâu, ngót nghét cũng 15-16 năm rồi anh, nhưng mà đi lên cũng từ sale bình thường thôi. Thì hiện tại thì em đang công tác tại Hội An Memory Resort đảo Nghĩa Hội An ấy anh. Thì nó là một cái khu phức hợp, vừa có cả cái resort 4 sao cộng với lại cái khu công viên giải trí ấn tượng Hội An và cả cái show diễn ký ức Hội An nữa. Thì vâng, nếu như đâu đó các anh chị trong nhóm mình đã biết qua cái show diễn này rồi thì rất mong hậu Covid cũng có thể là ghé lại dưới Hội An để mà xem qua. Đồng thời thì em cũng có cái lăng tăng chia sẻ rằng là cái câu chuyện mà từ cái lúc mà Covid xuất hiện rồi ấy, thì em cũng tin chắc là anh chị em mình cũng khá là loay hoay cái câu với làm thế nào để mà vừa có được occupancy mà vừa có được doanh thu nữa. Thì cái thông tin anh chia sẻ nó rất là bài bản Academy, thì em đang thấy là nó rất là thành công và áp dụng được cho những cái property nào nó under managed với tập đoàn. Còn đối với ví dụ những cái anh mà property tư nhân ấy thì nói chung là nó không có một cái rule gì hết. Và chạy theo tất cả những cái sự chỉ đạo của owner và cũng như là của ban điều hành, miễn làm sao mà để đảm bảo được doanh thu và chi phí để mà duy trì được cái hoạt động của cơ sở trong cái mùa dịch này. Thì riêng với bên em ấy thì cũng loay hoay cũng tạo ra rất là nhiều package combo từ phòng ở cho tới vé show diễn rồi tham quan công viên, rất là nhiều hình thức, từ kết hợp combo có lưu trú rồi có show, rồi ngoài ra là day use, rất là nhiều loại hình.
và đồng thời thì cũng áp dụng thêm cái phần mà voucher, kể cả voucher combo và voucher cho vé xem show diễn và công viên không thôi. Cũng có anh, nói chung maxima hết toàn bộ những cái sản phẩm mình đang có. Chạy hết tốc lực rồi. Hiện tại á, kết quả thì chỉ có được mỗi một cái anh gọi là OTA, ảnh chịu chơi, ảnh support thôi, nhưng mà cũng rất là khiêm tốn anh. Còn ngoài ra là các kênh khác, từ TA cho tới corporate các thứ thì im lặng toàn bộ luôn. Mà mình đã triển khai cái chương trình đó, gọi là đã reach được đến hết mấy khách hàng TA, corporate rồi này kia, reach đó, dạ, đủ đúng chưa? Rồi anh, dạ, nói chung em phủ sóng hết toàn bộ, communicate hết anh bằng tất cả mọi cái channel của mình ấy, thì toàn lực là đã coi như là đã lan tỏa cái thông đã tin đang này nói rồi. Là vừa mới làm xong rồi đã triển khai rồi á, đúng không? Dạ, dạ đúng anh, đúng, dạ đã triển khai rồi anh, thì close cái phần voucher này thì thực sự là chưa được mong đợi, chưa được như mong đợi. Thì em vẫn có được những cái phản hồi từ phía đối tác, thì người ta cũng có nói rằng là đó, người ta quan ngại cái vấn đề dịch giả đang rất là căng thẳng, mà đặc biệt đầu Đà Nẵng và cũng như Hội An hay là Quảng Nam nói chung ấy, thì là phụ thuộc vào nguồn khách hai đầu đưa về rất là nhiều. Thì bây giờ mình cũng chỉ nói là nội địa thôi, chứ còn đối với inbound thì mình chưa nói gì được cái hết bây giờ. Cho nên rằng là em cũng thấy rất là hoang mang, tại vì thực sự ra là trí não của mình cũng đã vận hành hết tốc lực rồi, cũng không biết làm cái nào. Mà hiện tại thì bên em cũng đang đón khách cách ly hồi hương, mà anh thấy bây giờ là cái dịch này ở trong nước nó tăng quá, thì bây giờ cái vấn đề mà xin giấy phép của hồi hương thì cũng đang pending tạm dừng rồi. Thì em không biết là sắp tới đây lấy gì sống để lấy gì duy trì hoạt động của khách sạn, nên thực sự là bế tắc. Câu hỏi rất rất rõ ràng, có cao nhân nào ở đây cho dùng cái giải pháp nào nó work được không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Anh Thuận ơi, em thấy rằng là cái chủ đề này khá là hot đó, và không phải là và không phải là cái vấn đề của chỗ chị Hiền nữa, mà nó là có cái vấn đề của rất là nhiều những hotel and resort. Thì cho em hỏi trước một chút là chị Hiền đã triển khai cái chương trình của mình từ lâu chưa, bao nhiêu lâu rồi? Thực ra cái chương trình này của Hiền thì là Hiền cũng đã xin triển khai từ đầu tháng 7. Đáng lý là cái chương trình này nó chạy vào ngày 7 tháng 7. Thế nhưng mà thực sự là cái giai đoạn đó là dịch nó đã bùng lên lại rồi. Thì nhưng mà thực trước đó là mình cũng đã thăm dò một số đối tác thì họ cũng rất là welcome thôi. Thế nhưng mà đến lúc mà mình chạy official ấy, thì nó lại bị bùng dịch. Thì đâu đó thì mình lại cũng extend thêm một chút nữa là cũng khoảng tầm 10 ngày tiếp theo, cũng trong tháng 7, tại vì đã lỡ cũng lên tất cả những cái channel truyền thông và cũng như là đã thăm dò các ý kiến của đối tác rồi thì mình không thể rút lại được. Thế nhưng mà anyway thì mình nghĩ rằng là đâu đó cũng là cũng xem tham khảo thử biết đâu được, tại vì cái chương trình voucher này của mình ấy, mình cũng đưa ra rất là nhiều những cái điều kiện rất là linh hoạt, cũng ứng biến theo cái tình hình của dịch giả, tại vì cũng làm cho khách hàng người ta yên tâm hơn, chứ không phải rằng là người ta xuống tiền, người ta mua giá tốt rồi người ta không thực hiện được, người ta mất tiền. Cái đó là mình cũng có cái giải pháp luôn và ngay cho người ta, thì để cho người ta cũng có thể là an tâm hơn trong cái câu chuyện là phối hợp và đồng hành. Thực sự ra cái vấn đề này là mình cũng đang có cái ý tưởng rằng là mình không phải là lấy lợi cho mình hẳn đâu, mà mình cũng muốn là cùng đồng hành cùng với đối tác của mình bao lâu nay để họ cũng có thể là có những cái khôi phục sau khi dịch đi qua. Thế nhưng mà thực sự là họ cũng rơi vào tình trạng rất là bế tắc, khó khăn về tài chính, cho nên là đối với cái cương vị quản lý của mình thì thực sự là mình cũng đang rất là khó nghĩ, không biết còn cái phương án nào để mà kích thích hay là động viên tinh thần của đối tác hay không. Cho nên là mới mang lên cái diễn đàn này, cũng nhờ mọi người cao kiến hỗ trợ thêm. Thank you cả nhà. Thực sự ra là em thì cũng em xin có ý kiến một chút xíu về cái phần voucher này. Nếu như trong trường hợp mà em đang có hơi concern một chút về cái việc mà cái thời điểm mình đưa ra cái chương trình voucher này nó quá trễ. Thực sự ra ở Fusion thì em đang không bàn luận về cái việc voucher nó có tốt hay không tốt, bởi vì mình tất cả một cái quyết định nào đó đều có những khía cạnh mặt được và mặt không được. Chỉ có rằng cái quyết định nó có đúng thời điểm hay không, tại cái thời điểm đó mình phải làm như thế nào thôi. Right time. Thì thực sự ra cái chương trình voucher này ở Fusion thì bọn em cũng đã hoạt động từ năm ngoái rồi. Và ở một cái khía cạnh nào đó nó cũng khá thành công. Và bắt đầu từ khi tháng 5, tháng 6 năm ngoái, tháng 7 năm ngoái là đã chạy những cái chương trình, cái voucher đó. Và lúc đó thì thực sự ra sau khi dịch, bùng dịch của cái lần thứ nhất ấy, cái việc mà mình chạy voucher ở đây không chỉ là một phần là cái vấn đề về cái cash flow của mình lấy tiền về. Và cái thứ hai nữa nó là có một
cái gọi là marketing exposure của mình sau khi dịch thì nó chạy âm ỉ từ tháng 6, tháng 7 năm ngoái cho tới tận tháng 3, tháng 4 năm nay, tháng 5 năm nay. Chứ còn tức là bọn em đã chạy rồi và đến khi mà bọn em đến tháng 4, thậm chí rằng khi tháng 4 bọn em có một cái chương trình voucher thì cũng rất là nhiều người nghi ngại, họ không muốn bỏ tiền ra mua voucher nữa bởi vì rằng họ đã bị đến 3 lần COVID rồi. Cho nên là cái việc mà đi xuống tiền của họ lúc đó, họ rất là ngại. Họ vô cùng là ngại luôn. Họ không có muốn bỏ tiền xuống. Và lúc đó lại phải đổi thành một cái chiến thuật khác. Cho nên là em sợ rằng cái việc mà mình đưa ra cái chiến lược voucher á, là nó hơi trễ. Đó, em thấy là như vậy. Biết sao không Trinh, thực ra là cũng hoàn toàn đồng ý với Trinh, đúng là mình phải có cái right time, nhưng mà đôi khi là vì do bên Hiền là một cái khu phức hợp ấy, là lúc đó là cũng đã chuyển hướng để mà thuyết phục với lãnh đạo để có cái xoay chuyển là đón khách cách đi, mà trong khi là mình một cái quần đảo nó tổng hợp tất cả những dịch vụ đấy thì mình còn đang loay hoay để làm sao tìm cái phương án vận hành cho nó tối ưu nhất để mà được cái bên phía cách ly thì cũng vẫn đảm bảo được cái hoạt động của công viên và show, thì cũng loay hoay mãi. Thế nhưng mà cũng không nghĩ rằng là dịch nó bùng phát quá mạnh, cho nên là biết rằng là bây giờ coi như là mình đang phải cố gắng để mà làm sao duy trì hoặc là có cái phương hướng nào đó để mình hỗ trợ thêm cho đối tác. Nhưng mà với cái chương trình voucher này thì mình đang nghĩ rằng là nó cũng không còn okay. Hợp lý nữa. Hiền ơi, chắc là anh nghĩ là như thế này, thật ra là những gì cần làm thì anh nghĩ là Hiền cũng đã làm rồi. Những gì cần làm thì cũng đã làm rồi. Tuy nhiên là cái vấn đề đúng là cái vấn đề right time á, tức là ngay thời điểm này thì cái câu chuyện nó không có đúng thời điểm. Bởi vì khi mà dịch mà nó đang bùng tiếp lần thứ tư như thế này á, thì chắc chắn luôn là bây giờ có hấp dẫn cỡ nào người ta cũng không mua. Người ta không mua, anh đảm bảo như vậy luôn. Tức là về mặt nguyên tắc trong revenue management, khi mà những cái trong những lúc thế này á, là những lúc không có demand. Thị trường không có nhu cầu. Mà không có nhu cầu thì anh nói với em, ngay cả khi em cho không người ta cũng không có lấy. Cho nên đó là kiểu gì thì kiểu mình cũng cố gắng vận động để mà mình suy nghĩ ra các chương trình này nọ kia mình chạy. Nhưng mà rõ ràng nếu mà nó không đúng thời điểm thì chắc chắn nó không mang lại hiệu quả gì đó. Thế nên thì anh nghĩ là trong lúc này không phải làm gì thêm mà là nó cần một chút kiên nhẫn. Giữ cái liên hệ với khách hàng. Giữ các mối quan hệ với khách hàng, cập nhật cho họ chương trình chương trình thì mình cứ làm, mình để sẵn đấy. Thì có thể là bây giờ chưa đúng thời điểm, nhưng mà biết đâu trong vòng 2-3 tuần nữa thì mình lại comeback lại để mình cứ tiếp tục chạy cái chương trình này thì có khi nó lại hiệu quả. Đúng không? Thế nên thì bây giờ Thuận nghĩ cái câu trả lời mà Thuận cho là nó khả thi nhất vẫn là câu chuyện là bây giờ là patient, tức là kiên nhẫn chờ đợi, chứ không có cách nào khác và để mà làm cái gì ở lúc này đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hiền. Một câu hỏi rất là hay mà đánh trúng trọng tâm của rất là nhiều anh chị em trong ngành đang lao đao hiện tại. Thì nhưng mà bản thân cái chương trình voucher á các anh chị, bản thân chương trình voucher mình đánh giá nó là một trong những cái nó cần thiết phải làm và nó thật sự là hiệu quả. Nó thực sự là mang lại cho các anh chị những cái giá trị nhất định cho những cái thời điểm khó khăn, chứ không phải là chương trình voucher nó không có xấu hay là nó không có gì không tốt hết các anh chị. Nó hoàn toàn là cái cần phải làm và nó đều mang lại những cái hiệu quả nhất định cho những cái thời điểm mà mình cần. Đó, tuy nhiên là có những cái thời điểm mình triển khai nó thành công đó, nhưng mà rõ ràng có những cái thời điểm anh chị thấy là như thời điểm này á, anh chị có cố như thế nào thì chắc chắn luôn demand nó không có, thì không có ai mua cả, không có ai mua hết á. Cái dịch mà đợt 1, đợt 2 á thì mình vẫn nghĩ là có một vài công ty du lịch họ có vốn á, họ còn vốn, họ sẵn sàng ôm. Nhưng mà mình nói đến lần 3, lần 4 á, thì ta nói tất cả công ty du lịch là gần như là buông xuôi. Cho nên là anh chị không có mong đợi là họ sẽ bỏ tiền để ôm tiếp được nữa đâu. Bản thân Thuận cũng làm cái ngành du lịch này cũng rất là lâu, mình cũng đứng ở vai trò là khách sạn rồi, mình cũng đứng vai trò là công ty gọi là du lịch, gọi là công nghệ rồi. Nên Thuận rất là hiểu về DMC, về TOTA rất là hiểu luôn.
Cho nên ngay thời điểm này Thuận cho là nó không phải là right time để nói chuyện bán voucher là bán cái gì bây giờ đó. Dạ. Ok. Dạ. Dạ. Okay. Dạ. Thôi cũng đành vậy. Cảm ơn anh. Dạ. À, em xin mời anh xin mời chị Quỳnh ạ, bên bên FLC ạ. Dạ em thấy chị giơ tay. Dạ em chào anh chị ạ. Tại vì em có nghe thấy hỏi về cái vụ voucher ấy ạ, thì em chỉ chia sẻ về một chút xíu về cái này thôi. Tại vì bên FLC thực ra là cũng là bên bán rất rất nhiều voucher đấy. Dạ đúng rồi. Cuối năm ngoái thì mình mới có hai cái dịch, nhưng mà mình qua được mùa hè nên đến cuối năm tụi em vẫn bán được voucher, nhưng mà cái độ thành công nó chỉ được là 50%. Nói thật lòng đến năm nay thì dịch giã nó rất là nhiều. Tụi em nếu mà trường hợp mà không sử dụng được voucher mà cái hạn nó hết ấy, thì tụi em phải tiếp tục là gia hạn ra nữa. Thực sự là như vậy. Chắc chắn definite này. Vâng, chính xác. Năm nay là tụi em thấy là khả năng là extend cao. Em là các chương trình khuyến mại rồi, chương trình là làm khuyến mại dồn dập để mình cướp cơ hội là mình bán. Đấy là em chia sẻ về voucher ạ. Và có một cái thứ hai là em thấy chị Hiền có chia sẻ về cái khách cách ly, nếu mà từ giờ đến cuối năm mà mình không có lượng khách cách ly thì cũng không biết là mình sẽ tồn tại là như nào, bởi vì là tụi em sẽ mất cơ hội bán voucher thu được dòng tiền cuối năm rồi để trả cho các supplier Condotel hay các loại thể loại, thì cũng chỉ có thể trông chờ vào là khách cách ly thôi. Thì hiện nay á, em hỏi tại vì tiện đây em hỏi chị Hiền luôn, hiện tại tụi em cũng có rất nhiều demand về miền Trung mà họ xin là cho khách giải cứu như là Đông Nam Á, Nhật, Hàn chẳng hạn, là về Việt Nam. Thế nhưng mà bên em á, thì lại đang khó khăn là vấn đề là tỉnh không cấp phép để nhận khách về, chứ không phải là không có nguồn khách ạ. Thì đúng, đúng rồi, đúng rồi em. Làm trong ngành thì chắc cũng biết ạ. Thì em thấy là đang khó nhất là cái khoản là xin tỉnh cho về, chứ không phải là thiếu khách ạ. Chia sẻ với Quỳnh với lại cả nhà rằng là với những cái khu vực mà đang đón cái khách cách ly ấy, thì hiện tại thì chính phủ đang tạm dừng cấp phép mà cho những cái chuyến bay giải cứu hồi hương, tại vì bây giờ là dịch ở trong nước đang bị bùng và tăng cao, cho nên là với chủ trương của chính phủ thì rằng là ưu tiên để mà chữa trị cho người dân trong nước trước, và sau đó là chúng rồi bắt đầu mới tiếp tục để mà đón khách cách ly hồi hương tiếp theo. Thì cho nên là bên Hiền thì tháng 8 thì cũng gần như tạm thời ổn một tí, còn bắt đầu tháng 9 thì vẫn chưa có dấu hiệu gì, cho nên là vẫn tất cả mọi thứ vẫn đang còn chờ đợi đấy Quỳnh ạ. Chứ còn nhu cầu vẫn cao nhé, tại vì theo như cái thông tin cập nhật từ phía các cái công ty xuất khẩu lao động cũng như là các cái chủ tàu là các cái TA lớn thì họ vẫn đang ấp ủ và vẫn đang tung ra tất cả những cái thông tin cho các cái đầu mà phòng vé máy bay ấy, để người ta bắt đầu người ta đi gom dần, nhưng mà chỉ mới là được cục hàng không cho phép các slot chuyến bay về thôi, chứ còn đối với những cái giấy phép tại ủy ban tại cơ sở thì vẫn chưa được cấp phép cho những cái chuyến bay đấy. Đấy cho nên là tất cả mọi thứ là vẫn trong dự kiến nhé Quỳnh nhé. Dạ vâng em cảm ơn chị. Ok, thank you cậu. Rồi tiếp nào. Dạ tiếp ạ. À, em xin mời các anh chị mình có câu hỏi hoặc là có cái phần nào mình chưa rõ không ạ? Giống như là em thì em thấy trong cái phần anh Thuận có chia sẻ cái phần mà restaurant revenue á, cái mapping á, thì em rất muốn anh Thuận có thể đi sâu hơn thêm cái phần đó, để ví dụ như là khi mà tụi em làm phòng á, mà mình kết hợp với cái việc mà bên F&B á, để mình làm những cái gói hoặc làm sao để mình có thể là maximize được những cái revenue trong nhà hàng á, thì nếu mà được thì anh Thuận có thể quay lại chia sẻ chút xíu. Cái mà anh làm cái chạc á thì cái đó nó sẽ apply là specific luôn cho nhà hàng luôn, tức là apply đầy đủ cho nhà hàng luôn á. Còn cái chuyện giả dụ như bây giờ em làm mà để em tối ưu cái chuyện là bán chéo á, cross sell, tức là phòng kết hợp với phần F&B á, thì thì nó chỉ là dừng ở chỗ là em làm các cái gói package hoặc là combo để mà mình bán cho đoàn. Ví dụ đối với đoàn thì mình sẽ lên những cái gọi là set menu để mình đi bán cho đoàn nè. Còn đối với các cái gói mà đưa lên trên website hoặc đưa trên kênh website khách sạn đó để bán đó, hoặc là bán direct cho khách hàng đó, bằng các gói package
Thì trong đó ví dụ có bao gồm set dinner hoặc là một cái candlelight dinner hay cái gì đấy, thì cái đó là nó gọi là dừng ở câu chuyện là gọi là cross sell và cố gắng là maximize thêm cái phần F&B revenue thôi. Còn lại cái chạc anh làm á, là nó ứng dụng luôn cả cái việc là làm sao để optimize cả cái doanh thu cho cả cái nhà hàng đó luôn. Yeah. Tức là nó có thể ứng dụng cho cái nhà hàng mà nằm trong khách sạn hoặc là nhà hàng nằm rời ở ngoài luôn. Ừ. Yeah. Đó. Thì ở góc độ mà revenue làm ở các khách sạn hiện nay á, thì đa số là họ kiểu họ combine các cái thứ để mà cross sell cho nhà hàng thôi, chứ cũng chưa có đến cái phần là làm chi tiết kiểu cho gọi là tập trung làm revenue cho một cái outlet, một cái nhà hàng như kiểu independent ở ngoài. Dạ. Yeah. Tại thông thường mà sale của em thì sẽ có luôn cả doanh thu về F&B nữa. F&B của em chỉ có bao gồm là ăn sáng, bao gồm là ví dụ có bán half board, full board hoặc là package đó, rồi break down cái tiền F&B đó về cho bên F&B thôi, chứ còn nó không hẳn là cái thực ra là revenue management cho một cái nhà hàng, nó còn nhiều thứ khác hơn như vậy nữa. Yeah. Cái kênh bán của nhà hàng là nó còn nhiều cái kênh khác nữa. Còn này là giống như là vì cái nhà hàng nó nằm ở trong cái khách sạn, cho nên là nó sẽ có một cái kết hợp về mặt cross sell để mình bán, mình tăng thêm cái, tức là mình sẵn đội sale đi bán hàng thì phải bán được luôn cho cái phần các dịch vụ khác cho khách sạn, và trong đó F&B là một trong những dịch vụ quan trọng của khách sạn. Dạ vậy anh, khi mà mình làm budget á anh, thì cái phần mà sale thì thông thường họ sẽ chịu doanh thu về phần phòng thôi, hay là cả bên F&B rồi tính vô cả bay rồi cả tùy à em, tùy. Ở đây là như thế này, tức là giả dụ như anh làm budget cho khách sạn xong thì hả, nếu như mà nói là ok cái phần ví dụ F&B tiền ăn sáng thì chẳng hạn ha, hoặc là các thể loại ăn mà bao gồm trong tiền phòng, tức là bao gồm trong các cái gói tiền phòng thì sẽ tính về cho sale luôn. Thì nếu như mà trong trường hợp đó thì nếu mà anh làm budget mà cái lấy cái số mà bao gồm ăn F&B tiền ăn luôn á, thì dĩ nhiên khi anh set budget cho em là anh sẽ bắt set chỉ tiêu cho em, thì em sẽ phải chịu cái chỉ tiêu F&B luôn. Còn có khách sạn thì họ sẽ tách cái phần đó ra, họ nói tôi sẽ không có tính cái phần F&B này cho sale, mà cái phần F&B này coi như là internal breakdown về cho bên F&B thôi đó, và chỉ tính chỉ tiêu sale, tức là chỉ tiêu phòng cho đội sale thôi. Thì lúc đó là revenue sẽ tách cái phần F&B ra và chỉ giao cái chỉ tiêu phòng cho sale. Thì khi mà giao phòng không, thì khi mà tính cái actual á, khi mà tính thực đạt á, thì chỉ tính phòng thôi, đúng không? Còn dạ, đúng lúc rồi. Mà giao cho em mà giao luôn cả F&B thì chỉ tiêu F&B, thì lúc đó là tất cả các cái doanh thu mà có bao gồm phòng F&B thì đều phải tính cho em hết. Dạ. Thì nó là do cách set chỉ tiêu thôi. Ok, dạ, rồi, cảm ơn anh. Em mời anh Phong ạ. Dạ, anh Thuận cho em hỏi chút, cái này cũng liên quan đến voucher, mà nó cũng là hình thức giống mà cũng khác, có nghĩa bây giờ mình nói khách sạn bán voucher là ok là một vấn đề. Thứ hai nữa là hiện nay một số B2B, ví dụ như Hotelbed đi, thì trước giờ là họ luôn có chương trình là họ sẽ ấn tiền ra, rồi họ sẽ mua một số phòng, một khách sạn luôn. Cái đó gọi là pre-buy. Dạ, đúng rồi. Thì họ sẽ đưa số tiền cho mình trước, một số tiền nào đó mình deal ha, thương lượng, và họ bắt mình phải đưa một cái giá cho họ rất là tốt. Thì dĩ nhiên là khi mà mình đưa giá đó thì họ bán cho tương lai, chứ họ bán liền bây giờ, dân dịch em nghĩ họ cũng không bán gì lần này, thì bán cho tương lai, thì nó sẽ tạo ra disparity. Thì em muốn hỏi anh cũng như là các anh chị luôn, là mình trao đổi nhau luôn, là mình có nên chấp nhận cái hình thức này không, và nếu mà chấp nhận thì mình sẽ deal cái nào mà nó có thể nó có lợi cho mình. Ok. Thật ra thì câu chuyện này á, là nó cũng là một cái practice trên thị trường từ lâu rồi các anh chị. Và không chỉ có Hotelbed đâu, mình vẫn cho là mấy ông OTA á, thỉnh thoảng mấy ông vẫn làm như vậy thôi. Như kiểu Agoda vẫn mua trước, có pre-buy. Nhưng mà Hotelbed là bởi vì đơn vị làm B2B, cho nên là họ cũng thường xuyên mua pre-buy rất là nhiều. Và họ mua pre-buy đâu đó cả mấy ngàn khách sạn trên toàn cầu á, chứ không phải chỉ có một vài khách sạn đâu. Thế thì chiến lược của họ rất rõ ràng là họ muốn mua trước, trả tiền trước. Thì về mặt nguyên tắc giống như cái giá advance purchase mà anh chị bán ở trên trên mạng vậy thôi. Tức là về mặt nguyên tắc mà ai mà mua trả tiền liền, non-refundable, thì luôn luôn được cái giá giảm gọi là nhiều hơn là cái tỷ lệ giảm nhiều hơn là cái giá thông thường, đúng không ạ?
20-30%, ví dụ như vậy. Thì Hotelbet họ cũng work cái quay tương tự thôi, nhưng mà họ mua một cái số lượng lớn hơn, và vì cái kênh phân phối của họ nó khá là lớn. Thế thì câu chuyện là khi mà anh chị làm, anh chị dành một cái quỹ phòng ra để anh chị pre-buy á, thì tức là thứ nhất là nó cũng giống như anh chị bán voucher thôi ha, hình thức cũng giống bán voucher, là anh chị pre-buy trước một cái quỹ phòng. Thì thường là revenue mà làm cái đó thì revenue vẫn phải tính toán là bây giờ mình dành cái quỹ phòng giống như là bao nhiêu phần trăm để mình làm cái chuyện đấy. Giống như anh chị phải tính toán là ok, mình dành ra bao nhiêu phần trăm để mình bán voucher chẳng hạn. Ví dụ mình dành ra 5-10% quỹ phòng đó mình bán voucher, rồi bao nhiêu phần trăm mình bán cho series, bao nhiêu phần trăm mình bán cho corporate, ví dụ vậy. Thì cái này là một cái planning rất là rõ ràng ngay từ đầu ha. Thì anh chị cũng biết rằng occupancy của mình á, dù gì á, mình bán như thế nào đi nữa thì một năm, ví dụ như average lại mà anh chị bán được trung bình khoảng 70% công suất phòng của một năm á, thì cũng đã nói là cao rồi, cũng là thành công rồi. Thế thì 30% còn lại á, của một năm á, thì chắc chắn là anh chị không bán được thì nó sẽ bị mất, đúng không ạ? Nó sẽ coi như là cái đó là cái mất mát của mình. Thế thì revenue sẽ tính toán là bây giờ ok, với 30% cái quỹ phòng mà mình coi như là mình consider là nó mất đó, liệu rằng mình có thể đem nó để mình bán vào những cái phân khúc giá rẻ hơn ha, để mà nó tạo ra thêm cái cơ hội bán hàng và doanh thu cho mình. Tuy nhiên khi mà mình triển khai cái chiến lược đó thì nó có một cái trường hợp là revenue sẽ phải tính toán là cái trường hợp nó bị dilute ha. Ở đây cái từ chuyên môn nó là gọi bị pha loãng đó, bị dilute đi cái business khác của mình. Tức là giả dụ như mình tính rằng với cái quỹ phòng này đúng ra là mình bán giá rẻ là nó sẽ đi vào những cái kênh mà đúng ra là mình có thêm business. Tuy nhiên là vô tình nó không có thêm business, mà nó sẽ có một phần trong đó nó chạy qua những cái kênh mà anh chị đang có sẵn, và nó bị dilute cái giá của các anh chị. Tức là thay vì cái kênh có sẵn đó, người ta chấp nhận trả một cái giá cao hơn. Ví dụ anh chị bán cho pre-buy có $100, nhưng mà cái kênh mà khách lẻ mà anh chị đang có thể bán nó khi nó lên $150 chẳng hạn. Thế thì phải chấp nhận một cái tỷ lệ phần trăm nào đó nó bị dilute qua những cái kênh đấy. Tuy nhiên nếu mà nhìn từ cái khía cạnh mà total, tức là nếu mà giả dụ cái chương trình đó nó giúp cho các anh chị tăng được công suất phòng lên từ 70% trung bình năm mà nó lên 80% trung bình năm chẳng hạn, và nhờ sự thành công của cái chương trình pre-buy đó, ok, và revenue của anh chị tăng tốt, RevPA anh chị tăng tốt, ADR anh chị tăng tốt, thì cái chiến lược đó vẫn được đánh giá là thành công các anh chị. Chỉ có khi mà cái chiến lược mà bán kiểu như vậy á, mà nó bị thất bại là khi mà anh chị issue ra cái pre-buy đó, cái công suất phòng nó không tăng mà nó bị dilute quá nhiều. Nó bị dilute quá nhiều thì dẫn đến cái chuyện là đúng ra là doanh thu anh chị sẽ tăng một cái tỷ lệ cao hơn, nhưng mà cuối cùng nó không tăng. Tức là mình bán có khi công suất phòng nó không tăng bao nhiêu, rồi revenue của mình nó cũng không tăng được bao nhiêu hết. Thế thì rõ ràng là cái chiến lược đó của mình bán nhưng mà nó bị dilute cái business current của mình đi rồi. Thế thì cái đó là anh chị revenue cần phải ngồi để giống như theo dõi và đánh giá được chuyện đó hàng năm, để mình quyết định và sau năm sau mình có chạy những cái chương trình kiểu như vậy nữa hay không. Đúng không ạ? Thì nếu mà anh chị nhìn ở một cái khía cạnh, một cái bức tranh nó lớn hơn và nó bao quát hơn cái tình hình gọi là revenue của cả một cái sản á, thì lúc đó anh chị mới đánh giá được là cái chiến lược bán pre-buy đồ của anh chị á, nó có phù hợp hay là không phù hợp. Còn nếu mà mình chỉ nhìn vào một số cái case mà nó gây ra disparity á, thì rõ ràng luôn là anh chị cảm thấy nó tạo ra thêm việc cho mình làm. Nhưng mà anh chị sẽ không nhìn thấy được cái tạo ra thêm việc đó nó hiệu quả hay là không hiệu quả. Nếu mà cái việc nó tạo ra thêm cho mình việc làm mà nó hiệu quả, thật sự mà nó mang lại business tốt hơn cho khách sạn, thì cái việc đi giải quyết cái chuyện disparity đó là chuyện bình thường, nó chả có vấn đề gì đó. Nó là một trong những công việc mình cần phải làm thôi, mình handle thôi. Còn nếu như mà nó gây ra những cái sự mất mát về mặt business của mình đó, và nó không hiệu quả, thì chắc chắn là anh chị không nên chạy những chương trình kiểu như vậy. Vậy thôi. Vậy mình phải chạy thử, mình test, mình mới biết kết quả, rồi mình mới làm cho năm tiếp nữa, đúng không anh? Bây giờ ví dụ như bây giờ khách sạn của em, cái năm hiện tại em đang bán được công suất phòng trung bình năm bao nhiêu phần trăm? Ví dụ là 50% anh ha.
thì em còn 50% nữa đúng không? Dạ. Yeah. Phòng của em còn 50% nữa để đó chả để làm gì hết. Yeah. Em đồng ý không? Thế thì bây giờ em thử lấy ra 10% quỹ phòng của em đi làm rebuy đi. Dạ. Yeah. Ok, em làm rebuy đi. Thì mình test rồi. Thử rồi, lại. Đúng rồi, em làm xong nhưng mà như, vì anh đã cho em một cái đánh giá và cũng như là một cái advice rồi đó. Tức là khi mình làm, mình phải có những cái bước, mình biết được đâu là những cái, nó gọi là những cái lỗ hổng hoặc là những cái mà mình cần phải kiểm soát. Thế thì mình phải, khi mà mình phải theo dõi cho nó sát vào để mình đánh giá là à, nó có bị, nó có tăng được ví dụ hàng quý như vậy với cái pre-buy này, hàng quý cái business mình nó có râu tốt không? Rồi nửa năm nó có râu tốt không? Một năm nó có râu tốt không? Em đánh giá thường xuyên như vậy và một năm như vậy thì em sẽ biết được là nó hiệu quả hay không hiệu quả. Dạ. Yeah. Thì mình sẽ coi thì bây giờ là cái đó là coi như là làm một cái, em consider nó một cái business mới của khách sạn của mình và mình phải thử thì mình mới biết chứ. Đúng yeah. không? Em không làm thì đằng sau là em biết nó hiệu quả hay không hiệu quả. Khi mà em làm thì em đã lường được các cái rủi ro của nó là gì rồi thì em hãy kiểm soát cái rủi ro đấy. Đúng không? Nếu mà rồi. Em lường được là nó bị disparity đúng không? Thì mình sẽ kiểm soát cái disparity đó ra làm sao? Chỉ bất quá thì handle mấy thằng OTA thôi, thằng nào mà không la làng. Chuyện thì, không nào không la làng đó. Như anh nói đó, disparity là một phần là mình sẽ check lại coi cái sụt khách của mình đó, nó bị dịch chuyển có nhiều hay không. Tại vì thì đúng rồi, nó chỉ là nếu như mà em đánh giá nó chỉ có một vài case kiểu để handle nó cho nó qua chuyện á, thì anh chả thấy nó chả có vấn đề gì đó. Yeah. Mà nó mang lại cho em một cái nguồn business và nó có khả năng gọi là làm cho business em nó tốt hơn, nó tăng trưởng tốt hơn. Thay vì em chạy có 50% công suất phòng, bây giờ nó lên 60% công suất phòng thì điều đó còn hơn cả sự tuyệt vời. Nó chả có vấn đề gì liên quan đến chuyện phải lo đến cái chuyện disparity hết. Dạ rồi. Đó, cái đó là cái anh cần những cái người lãnh đạo, những cái người mà có cái vision về mặt business đó, nhìn về cái bài toán lớn như vậy đó. Chứ đừng nhìn vào những cái nó lắc nhắc về câu chuyện handle disparity. Dạ rồi, em clear, cảm ơn anh. Ừ, anh, ok, cái đó là anh cái thôi. Anh Thuận ơi, cho em tiếp lời chỗ anh Phong ấy. Nếu như mà cái business model mà cái phần mà pre-buy đó nếu mà đánh giá hiệu quả hay không hiệu quả thì mình nên nghĩ rằng là cái điều kiện áp dụng cho cái phần pre-buy đó như thế nào và áp dụng cho từng kênh. Ví dụ như bây giờ nếu như mà mình chấp nhận bán pre-buy cho OTA và TA, dạng như là những cái ông top TA của mình ấy, để mình hỗ trợ cho người ta, thì em nghĩ cũng cần phải có cái điều kiện đi kèm thì nó mới thỏa được cái vấn đề mà mình kiểm soát được rủi ro và cũng như là fair luôn cho cả các bên ấy. Anh nghĩ thế nào, có được không anh nhỉ? Điều kiện á, thì hẳn nhiên là em phải set rồi, cái đó là anh đồng ý. Dạ. Ok, điều kiện thì chắc chắn khi em làm cái chương trình pre-buy nào cũng sẽ có điều kiện, không có cái ai mà cho cái gì đó nó quá dễ dàng cả. Tuy nhiên ok, tuy nhiên nó có một khía cạnh thôi, tức là dĩ nhiên khi những người đặt vấn đề chị để mua cái pre-buy đó, họ cũng phải đặt chỉ làm sao để họ có thể bán và họ tối ưu được cái inventory đó tối đa, chứ họ không thể nào vì những cái hạn chế hoặc là những cái điều kiện anh chị đưa qua quá gắt gao á, và họ nhắm rằng họ không thể gọi là bán được á, thì chắc chắn họ cũng không có mua của các anh chị. Thế thôi. Thế thì cân nhắc cái chuyện đưa ra cái chuyện như thế nào để mà hai bên có thể làm việc được với nhau. Thế mà anh chị cần cân nhắc để mình thỏa thuận được. Chứ còn lại á, nói là có gì perfect hết đó, cho cả hai bên đó, nó chỉ mang tính tương đối thôi và mình chấp nhận những cái rủi ro nhất định để mình có thể làm được cùng với nhau. Ok, chứ còn ai đi mua rebuy á, mình cũng nói anh chị là anh chị có ràng họ các cái điều kiện mà quá gắt cao đó, thì mình tin rằng họ không bao giờ họ mua của các anh chị đó. Dạ, yeah, sure anh. À, vậy thôi. Còn điều kiện mình cứ việc đưa ra. Còn cái chuyện mà có chấp nhận các điều kiện nhau là phải do thương thảo đúng không ạ? Hai bên okay. Thảo luận với nhau, đi đến thống nhất. Rồi sau đó là ai cũng biết được rủi ro của nó là gì hết á. Chứ không phải không có ai tự nhiên đặt bút vô ký mà không biết rủi ro là gì đó, đúng không? Dạ, cũng lường trước. Vào đó rồi, ai ký vào đó rồi, tức là hai bên đều happy với những rủi ro đó. Và mình chấp nhận rủi ro đó để mình có được cái business của mình nó thành công. Vậy thôi. Ok anh.
Thank you anh. Dạ. Yeah. Rồi, okay. Ok, em rất là cảm ơn cái câu hỏi của anh Phong rồi góp ý của chị Hiền. Bây giờ em xin mời anh Duy ạ, bên Tom Hill Resort. À, em chào anh Thuận. Em chào. Em thì em có câu hỏi này để em muốn thử từ góc nhìn của revenue á. Tại hồi trước em làm trong khách sạn Sài Gòn City 4 sao á. Thì em chuyển hóa khách cọp thành khách online. Tại vì cái giá khách cọp trong thời điểm đó của em nó không có tốt, nhưng mà khi chuyển hóa giá online á, thì khách cọp nó vẫn đặt cái giá online được. Yep. Okay. Thì như vậy là cái hướng đi đó nó được không anh? À rồi, câu hỏi cũng rất thú vị đây. À, thế thì bạn đã từng ngồi phân tích là cái giá thu về cuối cùng trên cái online đó so với cái giá cọp của mình á, nó cao hơn hay là nó thấp hơn? Đã có từng ngồi phân tích cái đó chưa? À, tại vì nếu mà giá cọp á, thì nó sẽ bị mặt bằng chung của nguyên một năm là theo cái set giá mà em đã phân rồi. Còn giá online á, là vào những mùa cao điểm hoặc là những ngày trong tuần á, em có thể bán cao hơn rất là nhiều so với giá cọp hiện tại. Rồi, ok. Tí này mình phân tích tiếp nè. Cái giá cọp á, cũng không hẳn là mình cho một cái giá fix gì đó mà cho một năm. Mà nếu mà đúng ra về mặt cấu trúc giá đó, nếu mà thật sự mà cái kênh giá cọp đó mà mình muốn yield á, tức là mình muốn bán cho nó tốt á, và thật sự là cái phân khúc nó đang tốt á, thì mình hoàn toàn có thể play giá theo giai đoạn. Ví dụ như mình nói từ giai đoạn này đến giai đoạn này là mình thấy là nó là mùa thấp điểm, mình bán anh chị giá thấp xuống. Từ giai đoạn này đến giai đoạn này nó là mùa cao điểm của bên em bán cao nó lên, ví dụ cao hơn 10-20% gì đó. Rồi từ cái mùa gọi là những cái ngày cao điểm, đỉnh điểm lễ Tết gì đó, là em bán cao hơn 30-40% gì đó, là em để sẵn cái giá đó vô luôn. Tức là mình hoàn toàn để một cái khung giá gọi là nó dynamic trên cái bảng giá của cọc rác được, chứ không cần phải là một cái giá cứng cho nguyên một năm. Tức là không phải là một giá cho một năm, mà hoàn toàn có thể giá có thể dao động theo từng thời đoạn. Mà mình muốn yield cho những cái đoạn mà nó, tức là bán giá cao cho những cái đoạn mà cao điểm á, mình hoàn toàn có thể đưa nó vào contract được. Nhưng mà mình phải làm nó từ đầu năm luôn. À, mình phải ngồi mình planning là mình phải làm được cái bộ giá đó từ đầu năm luôn, để anh chị gửi luôn cho người ta vào đầu năm. Và khi mà mình gửi được trước như vậy á, thì rõ ràng khách contract của các anh chị họ nhìn vào đó thì họ sẽ biết được rằng à, ok, chiến lược giá của mình rất rõ ràng và minh bạch ngay từ đầu. Giai đoạn thấp điểm tôi bán thấp, giai đoạn cao điểm tôi bán cao, giai đoạn đỉnh điểm tôi bán cao hơn, ví dụ như vậy, thì họ sẽ rất là sẵn lòng để chấp nhận chuyện đó, và họ hiểu, đơn vị anh Hào họ cũng hiểu hết các anh chị. Chẳng qua là do cách mình communicate, nhiều khi mình không có communicate đúng, tức là nhiều khi đưa ra giá xong rồi bị hớ quá, lại tăng đột ngột, tăng không có communicate, thì dẫn đến người ta không có hài lòng, người ta không hài lòng, người ta không support mình. Còn cái chuyện là chiến lược của mình muốn thên bạn đó từ kênh contract qua kênh OTA, thật ra đối với mình nó không có sai, không có đúng, không có sai gì ở đây đó. Nhưng mà mình phần phải đánh giá được rằng cái đó nó có hợp lý hay không hợp lý, ở cái chuyện là mình phải tính toán từ cái kênh OTA đó, cứ cho là lúc mình bán giá thấp mình muốn giá cao đi, nhưng mà liệu rằng cái giá thu về cuối cùng hết của mình á, sau khi trừ hết các thể loại promotion, commission, các thể loại á, là nó mất hết 30-40%, thậm chí nhiều hơn á, thì anh chị cái giá đó anh chị có bằng với cái giá contract mà anh chị cho khách hàng không? Thì hãy tính kỹ cái chỗ đó, ngồi tính cho thật kỹ, thì anh chị sẽ biết được là nó nên hay là không nên. Đúng không ạ? Dạ dạ, rồi, cảm ơn anh. Ừ, cái đó là cái phân tích của mình á, để mà về bạn có thể tự suy nghĩ tiếp và ngồi phải tính toán cho nó chính xác. Vì revenue á là luôn tính toán một cách chính xác ha, thì mình mới đánh giá được. Cái kênh online là cái kênh mà bây giờ nó rất là chủ động, và mình rất là hiểu là chạy kiểu gì này, coi như là cũng rất là chủ động để mà mình tiếp cận được với khách corporate, và mình họ book qua bên đó rất là tốt. Tuy nhiên là rõ ràng nếu mà anh chị qua kênh đó, cái cost về distribution của anh chị có khả năng là quá cao. Thay vì anh chị qua kênh corporate, anh chị làm trực tiếp với kênh corporate á, thì có khi là cái giá thu về của các anh chị nó sẽ tốt hơn. Mình đang nhận định là như vậy á. Còn dĩ nhiên nếu mà anh chị yield được trên cái kênh OTA nó tốt á, thì anh chị good rồi. Chúng anh chị làm tốt được điều đó thì mình rất là ủng hộ. Dạ rồi, cảm ơn anh Thuận. Dạ. Yeah. Okay.
Em cảm ơn anh Duy và anh Thuận ạ. Chương trình thời gian thì mình không còn nhiều ấy, nhưng mà em có một câu hỏi thêm của bạn e-commerce manager bên em group, thì chắc là em đọc xong câu hỏi này để cho các anh chị giúp bạn trả lời, rồi mình sẽ tới tiếp hai phần còn lại để mình kết thúc đúng giờ nha các anh chị nhé. Bạn e-commerce manager bên em group, anh chị cho em hỏi hiện tại các OTA đang áp dụng chiến lược undercut rate, thường sẽ undercut commission để cạnh tranh thị trường với nhau, làm ảnh hưởng chỉ số parity và ranking của khách sạn trên platform OTA. Mặc dù em đã liên hệ manager management để được hỗ trợ, nhưng fix rate được vài hôm thì đâu lại ra đấy. Anh chị có phương án nào để kiểm soát tốt việc này hơn hay không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ. Ok. Rồi các anh chị khác có ai có ý kiến, các chuyên gia khác có ai có ý kiến về chuyện này không? Trước khi mình cho ý kiến. Em tham gia xíu nha. Ok. Thì trước là trên quan điểm của em làm á, có nghĩa là em chọn luôn, em chọn thẳng OTA mà em sẽ work với họ trong vòng 1 năm luôn. Hoặc là từng giai đoạn, và em ưu ái cho họ để làm điều đó luôn, chấp nhận. Rồi. Tại vì theo em thấy là trong một thị trường cạnh tranh á, thì để mà bằng giá nhau thì em nghĩ chỉ có những tập đoàn lớn như Accor hay gì đó họ niêm quyết được thôi. Còn còn như em trước làm tư nhân thì never sẽ làm được điều đó luôn. Ok. Nên là đó là một chọn hẳn luôn. Rồi đó là một câu trả lời rất hay. Rồi còn ai có cái ý kiến nào khác không? Còn ai có một cái nhận định hay ý kiến nào khác về cái câu chuyện này không? Đây có phải là vấn đề nhất Dạ, em có ý kiến. Em xin lỗi là tại vì em cố gắng raise hand nhưng mà không được. Ok em. Dạ. Em đã cố gắng nhưng mà không được nên thôi em nói luôn. Thì okay. Em đồng tình là cái việc undercut commission nó xảy ra rất là thường xuyên và liên tục. Và có thể là khi mà có một vấn đề các bạn ấy giải quyết khoảng 20 hôm thì sau đó nó sẽ tự động chạy lại, em đồng ý. Tuy nhiên em không đồng ý đến cái việc mà bạn ấy bảo là cái việc mà keep parity cho thị trường nó chỉ có thể được cho những khách sạn lớn và những khách sạn độc lập, thì chuyện đó không thể nào được, thì cái đó em không đồng ý. Tại vì em lấy ở cái property của em như là một cái ví dụ điển hình. Thật ra cái khả năng undercut nó vẫn có, nhưng mà nó nằm ở một cái mức độ thấp vừa phải. Và thật ra là không phải cái case nào mà nó bị chênh lệch giá. Các bạn của các bạn OTA, các bạn ấy cũng xét tới những cái đó, chỉ trừ khi mà cái tỷ lệ nó quá cao và luôn luôn gặp thì các bạn ấy mới bắt đầu contact với hotel để các bạn ấy complain. Thì thật ra là một vài OTA các bạn ấy share với em á, là ví dụ như Agoda ha, thì người ta, cái này không phải là em sẽ nên làm, mà các bạn cài đặt coi như là một hệ thống tự động luôn. Dù tới ngày nào, giờ nào thì coupon sẽ được gắn, undercut sẽ được chạy, hoặc ở thời điểm nào trong tuần hoặc là thời điểm nào trong ngày nó được set theo kiểu mặc định như vậy. Và nhiều khi em không phải là người control cái này, mà nó được control từ một cái trung tâm nào đó của bất cứ một cái OTA nào đó. Thì đầu tiên ý là, thứ nhất là mình cho phép nó xảy ra ở một giới hạn nhất định. Ví dụ như là public thì phải cố gắng luôn luôn giữ nó tốt. Thì khi mà mình giữ nó tốt á, thì có một kênh nào đó mà nó có disparity thì mình giải quyết rất là dễ. Tại vì ok, mình chỉ giải quyết một kênh thôi. Tại vì bình thường mới kiểu là bạn này thấy bạn kia undercut, bạn này tự động chạy theo luôn. Thì đến cuối cùng là hotel giống như một người đứng giữa vậy đó, tại vì hotel không làm, nhưng mà OTA này thấy OTA khác làm và người ta làm như thế. Cho nên cái bước đầu tiên là giá public á, mình luôn luôn nên giữ cái giá tốt. Còn mình có thể là prefer partner một vài kênh nào mà về cái member hoặc những cái kênh mà private của người ta tốt về cái thị trường khách nào, hoặc là kênh nào của người ta tốt đó, hoặc người ta đang có những cái tool mới như kiểu mobile deal whatever, thì lúc đó mình cho phép người ta chạy trong một thời gian ngắn. Thì thật ra nếu mà chạy khoảng 2-3 hôm thì cũng không ai complain cả. Với lại là nếu mà bạn nào mà có production tốt ở những cái kênh nào đó, có cái mối quan hệ tốt với em á,
thì em sẽ rất là willing để đưa cái khách sạn đó ra khỏi cái blacklist của cái việc mà hệ thống cài đặt tự động để chạy undercurse. Thì các bạn có thể làm được cái đó luôn. Và mỗi lần như thế thì các bạn ấy giữ parity được rất là lâu, chỉ trừ khi mà cái hotel đó lại bị parity một cách nghiêm trọng, thì lúc đó hệ thống nó mới bắt đầu override lên và nó bị undercut. Nhưng mà khi bị như thế nữa thì mình có thể gửi email để mình raise cho em giải quyết. Và nếu mà mình có thể giải quyết được vấn đề disparity trên thị trường, có nghĩa là mình có thể giải quyết cái giá nó bằng nhau, thì bên các bạn ấy có cái invidence đó và các bạn ấy gửi về cho hệ thống, thì hệ thống nó cũng sẽ remove ra. Thì cái đó là cái mà em đang làm tại property của em. Em thấy là nó khá là hiệu quả, và em nghĩ rằng là một cái khách sạn mà không thuộc của một tập đoàn lớn vẫn có thể làm được. Ok. Từ cái ví dụ thực tế của mình là em nghĩ là như thế. Rồi, cảm ơn Thanh rất nhiều. Em hết ạ. Anh Thuận ơi, cho em chia sẻ này cái chung đề tài luôn. Tại vì cái thực ra cái OTA em nghĩ là vấn đề nhất là được nhiều người yên tâm. Thì thật ra ngay cả resort em làm cũng bị khi em vừa về làm resort cho em làm là Stella Phú Yên á, thì nó bị vấn đề disparity rất là nhiều luôn. Thứ nhất á, là tại vì như là các bạn cũng nói á, thì bên tập đoàn thì họ có hệ thống họ scan cái disparity nhanh hơn. Còn bên local thì mình manual nó nhiều hơn, trừ khi nào OTA báo mình biết á, là kênh khác đang bị disparity mình mới biết thôi, chứ nhiều khi mình cũng không có coi thường xuyên được. Rồi thì khi em về em check được thông tin đó, là tại sao nó bị xảy ra rất là nhiều. Tại vì cái bạn mà phụ trách OTA bên em á, là bạn giống như là được thuyết phục bởi các bạn sale của OTA rất là nhiều, và bạn tham gia tất cả cái offer của OTA hết. Có nghĩa là cái gì từng kênh nào có là tham gia hết, tham gia từ member, tham gia cho tới discount, payment. Thì nó vô tình là nó tạo, thứ nhất là tạo cho cái giá phòng của mình rất là thấp sau khi mình trừ tất cả các benefit. Thứ hai là các bạn đang nói ok, đây là member của tôi được bao nhiêu đây, nó khác nhau, mỗi member channel nó sẽ được discount khác nhau nữa. Rồi cái xong rồi còn tham gia những chương trình riêng, campaign riêng của họ nữa. Thì khi mà em về em chia sẻ thôi, thì không biết là đúng hay sai nhưng cách làm mọi người, thì em cắt tất cả các benefit, em sẽ không tham gia bất kỳ các promotion nào của OTA hết. Đối với em, OTA là chỉ bán giá đúng giá ba, là cái giá đúng của khách sạn đưa ra thôi, và commission giá thương lượng. Thì khi em cắt xong hết tất cả thì trong vòng 1-2 tháng là hoàn toàn không có disparity. Tại các bạn không có được nói lý do là các bạn member bạn khác nhau hay gì hết. Tại tất cả các bạn bán giá bằng nhau hết. Thì nó ổn định trung bình là khoảng trong vòng 2 tháng. Thì gần đây á là nó bị xảy ra disparity lại. Thì em check á, là do em làm test booking thôi. Thì nó ra là do, thứ nhất là do cái giá mình đưa cho wholesale nó quá trên so với giá OTA. Thì khi thứ nhất là giá B2B có thể đưa lên cho OTA được. Và như ví dụ đi là Hotelbest họ có giá thì họ đưa cho những cái sub agent của họ. Thì sub agent của họ lại đưa giá lên cho Agoda. Thì do cái khoảng cách quá cao mà, quá xa mà, thì họ đưa markup lên thì nó vẫn còn rất là nhiều. Và Agoda sẽ lấy cái giá đó và họ bán lên trang của họ. Và khi Agoda làm được thì booking.com nó scan ra là nó sẽ lấy cái giá tương tự vậy luôn, bán thấp luôn. Thì nó sẽ làm rất là nhiều. Và khi mình nói chuyện với Agoda thì họ nói là đây là cái chính sách công ty của họ rồi. Thì tương lai nếu mà khách sạn không thích là khách sạn có thể đóng phòng trên Agoda cũng được. Thì có thể là Agoda vẫn có cái nguồn giá khác mà họ bỏ lên được luôn và họ bán được luôn. Thì rất là giang hồ, cái hành xử rất là giang hồ. Thì em không biết là nếu như vậy thì mình bước tiếp theo mình nên làm gì tiếp nữa. Ok. bước tiếp theo là không làm gì hết á. Tại vì mình đóng họ cũng bán được. Thì ngay cả mình cứ đóng cái channel thì giờ, giờ em cũng làm hết cách rồi, em còn cách gì nữa đâu. Em đóng họ luôn rồi gì, ví dụ em đóng họ, đóng luôn, họ nói ok, cứ đóng đi, họ có nguồn khác. Thì đó. Trừ khi là em đóng hết tất cả các nguồn luôn, thì em khỏi bán. Dạ, thì đóng thì không được, thì đóng tất cả rồi thì không được. Đúng không? Dạ. Thì ở đây ok, Thuận tóm tắt lại thôi, tức là chia sẻ của Thanh với Củ Phong ấy, thì mình nghĩ nó cũng đã cover được hết tất cả các cái point rồi đó. Tuy nhiên thì ở đây mình nhìn ở một khía cạnh nó overall hơn chút vậy nè. Thực ra đây là một cái mình cho là nó là một cái vấn đề hoặc là một cái practice gì đấy mà mình cho nó trở thành một cái common ha? Nếu mà anh chị coi nó trở thành một cái norm hoặc cái common gì đó ở trên cái thị trường OTA này á, thì anh chị sẽ nhìn nhận vấn đề và anh chị xử lý nó một cách nhẹ nhàng thôi. Tại vì như thế này nè, thật ra là cái cạnh tranh trên cái không gian mạng á, OTA bây giờ á, nó khốc liệt hơn ngày xưa nhiều lắm rồi.
ví dụ ngày xưa chỉ có riêng Agoda hoặc là Booking hoặc là Expedia, lúc còn ba ông đó không á, thì mọi người cũng thấy là nó có một chút cạnh tranh thôi, không không quá gắt gao. Nhưng mà từ ngày á, nếu anh chị để ý từ ngày Traveloka xuất hiện á, thì bắt đầu là thị trường tôi nói nó chạy các thể loại undercut. Bởi vì khi mà một ông OTA mà trồi lên như kiểu Traveloka mà trồi lên để cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn khác á, thì ngay lập tức là nó sẽ chơi các thể loại về promotion undercut để mà nó giật thị phần. Thì khi mà gọi là để mà lấy cái thị phần á, là bắt buộc mấy ông OTA ổng phải chơi như vậy thôi. Cuộc chơi nó là như vậy, game nó là như vậy. Anh chị không có cái strategy nào khác ngoài cái game đi giật hết á, giật thị phần á. Mà muốn giật á là phải dùng giá để mà giật thôi. Chứ trên OTA là bởi là cái kênh rất là nhạy cảm về giá. Đó, thế nên là mình nói là nó trở thành một cái nôm là như vậy, vì cái cạnh tranh, chính những cái sự cạnh tranh gọi là khốc liệt như vậy trên cái thị trường á, nó dẫn đến việc là bắt buộc người ta phải có những cái động tác như vậy để người ta cạnh tranh với nhau. Mà khi mà cạnh tranh với nhau như vậy thì rõ ràng là nó sẽ gây ra những cái, nói chung là nó không được bình thường như lúc trước nữa. Ha? Nó không được bình thường như lúc trước thôi. Chứ thực tế là nó cũng đâu đó như bạn Thanh, bạn chia sẻ đó, là nếu mà anh chị biết cái property mình, cái giá trị của property mình nó ở đâu, anh chị biết rõ được khách sạn mình, thật sự nếu mà khách sạn mình good đó, thì mình chả có lo gì cái chuyện là nó nghỉ chơi với mình đó, kiểu gì nó cũng cần mình đó, kiểu như vậy đó. Thế thì nếu mà nó xảy ra, tức là cho nó một giới hạn nào đó để nó xảy ra, tức là trong một cái khung nào đó mình vẫn chấp nhận những cái việc đấy, nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà nó ngoài hết tất cả những cái khung đó đó thì anh chị phải kiểm soát nó lại. Thì khi kiểm soát nó lại thì cái practice là như kiểu Phong chia sẻ đó, đó mình phải biết cái nguồn nào nó đang gây disparity gì đó thì anh chị sẽ kiểm soát những cái nguồn lại, thì đến một lúc đó là nó sẽ ổn định trở lại. Còn nếu mà gọi là undercut mà do mấy ông OTA ổng tự tạo ra để mà ổng cạnh tranh lẫn nhau á, thì mình nghĩ nó là một cái practice ở trên thị trường này. Và nếu mà nó chỉ diễn ra ở trong một cái kiểu lâu lâu, ok, nó chạy chương trình này, chương trình nọ, chương trình kia, nó chạy đến cạnh tranh lẫn nhau, thì anh chị chỉ có handle nó thôi. Ok, handle bằng cách nào ạ? Thằng này gọi đúng không? Thằng này gọi bắt thằng kia đúng không? Thì anh chị ok, nói với thằng đó, dạ rồi, ok, để mình nói chuyện với thằng kia. À, qua nói chuyện với thằng kia xong cái thì nó cũng hết cha nó thời gian để nó đóng cái chương trình nó lại rồi. Xong cái lúc bay lại hết. Đó, đó là cách ngày xưa mình cũng làm vậy thôi à. Tức là ông nào cũng đi bắt ông kia, mà ông nào cũng muốn chạy chương trình đó. Cứ Agoda chạy thì Expedia bắt, không? Traveloka bắt. Rồi bắt đầu đến ông kia chạy, ông này bắt. Anh chị cứ để ý thôi, nó cứ sao quần vậy đó. Rồi bất quá họ gọi cho anh chị, cứ gọi luôn, gọi tới em gọi đúng không? Ok ok, được rồi, để anh đi xử bên kia. Xử bên kia xong cái mới vừa nói qua nó lại xong hết cho nó chương trình rồi. Thôi ok, bây giờ chạy xong với bên kia tôi chạy với anh. Em có đó, nó chỉ, nó chỉ là play game thôi các anh chị. Cái đó là cái mình nghĩ là nó trở thành một cái gì nó rất là normal ở trong cái thị trường này, nó cũng chả phải là gọi là problem gì. Anh Thuận à, em có một cách này là nói vui thôi, nhưng mà em cũng nghĩ là cũng có thể, cái là trên lý thuyết thôi. Tại vì tất cả OTA á là họ đều phải có một cái target của họ, KPI của họ đúng không ạ? Đúng rồi. Hiện nay á, tinh thần của họ á, là tất cả khách sạn đang cần một OTA nào đó, ví dụ như Agoda đi. Thật sự em thấy so với các kênh á thì Agoda là cái kênh mà nó gây ra nhiều nhất disparity. Yep. Chứ không, yep, phải là, không phải là Traveloka nữa, mà Agoda là cái, yep, ông mà biết đồng nhất. Thì, yep, do Agoda biết đó là thứ nhất là do thị trường Việt Nam mình book quá, domestic á, book Agoda quá nhiều đi. Và cái, yep, họ chiếm thị phường quá cao nên họ có thể làm cái bất cứ gì mà họ cũng không sợ. Không sợ khách sạn đóng họ. Nếu mà tất cả khách sạn Việt Nam cùng nắm tay nhau mà đóng hết Agoda thì cái vấn đề là Agoda sẽ không bao giờ dám manh động nữa. Tại vì lúc đó KPI của họ là họ sẽ coi là tại sao tất cả booking của tôi là rơi vào phía partner hết, mà không có booking nào rơi về chính về Agoda. Thì, nói là trên thì nếu mà đồng lòng hết vậy thì rõ ràng, yeah, chúng ta mới kiểm soát được tình hình. Còn lý chắc chắn về mặt lý thuyết thôi, chứ còn, yeah, khó, khó, khó có thể xảy ra được. Dạ, chính xác. Ok, em cảm ơn các anh chị ạ. Thì thời gian cũng sắp hết nên là ban tổ chức có dành một chút thời gian để lắng nghe cảm nhận của các cái học viên sau khóa học, cũng như là có thể là nhân rộng thêm các khóa học như vậy trong cái thời gian sắp tới. Thế thì em xin mời các anh chị nào có những cái đóng góp hay là có những cái ý kiến nào đó thì mình có thể raise hand lên ạ. Thì em xin mời để chia sẻ ạ. Hoặc là em có thể mời bất kỳ ạ.
Hồi nãy số 1, số 2, số 3 có hết rồi, em mời đi. Dạ vâng. Em thấy trong đây thì khi mà em liệt kê ra đó thì có rất nhiều số 1 và số 2, nhưng mà số 3 thì rất là ít đó ạ. Số 3 thì em thống kê chỉ có một bạn thôi. Còn các bạn còn lại thì em không thấy chia, tức là chia sẻ thông tin. Thì em thống kê trong đây thì em có trong group chat thì em thấy có 2 4 6 8 10 12 người là trên 10 năm. Trong đây có số người mà từ 5 năm đến 10 năm thì có 2 4 6 8 10 12 luôn. Nhưng mà 3 năm thì em thấy có một bạn duy nhất thôi. Bạn đó là Dương Minh Đức ạ. Có một bạn duy nhất là bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy lên là bấm số 3 thì em sẽ biết là bạn đó là bạn mới nhất. Thế thì em thấy chị Nghĩa giơ tay trước ạ. Dạ vâng, em xin mời chị Nghĩa mình chia sẻ, xong rồi sau đó em sẽ mời dần các anh chị em ạ. Alo. Dạ, em mời chị ạ. Em chào anh Thuận. Em chào ban tổ chức. Bây giờ đi qua với nhau được là bữa nay buổi thứ 4 nhỉ, hay là 5, hình như mình có nghỉ một buổi đúng không? Thì hôm nay là buổi thứ tư đúng không ta? Em cũng không đếm. Buổi thứ năm. Buổi thứ năm hả anh? Dạ. Thì tại vì sao ta? Tại vì thật ra chắc là cái cảm kích của em nó nhiều quá, cái tình cảm của em nó nhiều quá, cho nên thôi em xung phong em chia sẻ trước. Ok. Dạ em cảm ơn chị. Thì đầu tiên thì em cũng cảm ơn chủ chị Trinh nè, tức là người cũng đã có công là kết nối để cho mọi người có được những cái chia sẻ, những cái buổi chia sẻ rất là hữu ích. Cảm ơn anh Thuận, cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Thì riêng bản thân em á, em là background đi lên từ bảng graduation. Thật ra thì cũng chỉ có vài tháng thôi, từ lúc ra trường đến giờ thì đã vô ngành rồi. Gái ngành đấy ạ, mười mấy năm. Okay. Nhưng mà gọi là background mà để mà gọi là được đào tạo trong ngành thì thật sự em nói với anh là em không có. Tức là ngày xưa em học ngoại ngữ mà, tức là dân ngoại ngữ Đà Nẵng thì nó chỉ là một cái tool thôi. Theo em quan điểm thì nó cũng chỉ là một cái tool chứ nó không phải là một cái nghề. Cho nên khi bước chân vào nghề thì cũng giống theo kiểu là nghề chọn mình ấy, chứ cũng không có một cái định hướng gì cả. Tức là em là đồng nghiệp, là đàn em của chị Trinh ấy. Tức là hồi lúc chị Tuệ Trinh ấy, lúc bước vô là làm ở BAM thì chị Trinh cũng dìu dắt rất là nhiều. Thì sau thì cứ là sao ta, tức là học theo kiểu là người trước bài, dạ đúng rồi, on the job training. Em cũng chưa có được tham gia những cái khóa học gọi là bài bản, hoặc là mình đi từ background của những cái gì đó gọi là đào tạo chuyên sâu hết. Thì cứ vậy on the job training và cứ làm mãi miết, cho đến đúng là cái dịp này thì cũng là gọi là một cái nốt trầm hoặc là một cái khoảng nghỉ để mà em được có cơ hội mà được học như thế này. Thì bản thân em thì em rất là cảm ơn, em rất là cảm kích những cái thông tin mà anh Thuận đã chia sẻ, và những cái thông tin mà tất cả những cái anh chị em ở đây bậc tiền bối, có những người kinh nghiệm, có rất là nhiều chia sẻ. Và qua cái năm buổi học á, thì em cảm thấy mình học rất là nhiều. Thì trong những cái kiến thức của năm buổi học vừa qua thì thật ra thì có những cái mình cũng đã practice rất là nhiều trong những năm qua rồi, nhưng mà có những cái em không có hệ thống được ấy anh. Có nghĩa là em thật sự là khi làm chưa có làm revenue, chỉ làm sale, đi lên từ sale thôi. Thì nhiều khi làm xong giữa mình với revenue em cũng không biết, thế cuối cùng các bạn đó là bạn, cái việc đó là việc của ai, tức là ai là người làm. Theo kiểu là mình cũng hơi concern một chút xíu, rồi trong quá trình làm nó cũng có những cái tranh luận, nhưng mà mình không có confident ấy anh. Tức là mình không có raise cái voice của mình để mình confident, bởi vì mình không biết. Cho nên là thôi thì cũng là làm, nhưng mà trong lòng nó cũng có một cái gì đó nó hơi ít tắc. Thì bây giờ qua cái năm buổi học mà anh chia sẻ thì em tiếp thu rất là nhiều, thì tự dưng mình cảm thấy mình confident hơn, cảm thấy kiến thức mình đã được hệ thống lại hơn, nó rõ ràng hơn, nó rành mạch hơn, và nó có một cái whole picture, nó có một cái nhìn tổng quát hơn á. Cho nên là bản thân em rất rất là cảm ơn anh Thuận và bên ban tổ chức, và rất là cảm kích. Và em cũng đúng một cái câu ba chữ rất là hay, rất là tặng cho anh luôn á, tức là theo kiểu là anh lên anh ơn, và bây giờ anh return lại cho community. Dạ. Tức là em câu này hay em đó, cảm ơn. Dạ. Lên ơn và return. Dạ. Slogan cho anh Thuận nha anh Thuận. Okay. Câu này thì em cũng đã được học từ một anh đâu đó, em cũng có nhớ, nhưng mà em cảm thấy em tâm đắc với ba từ đây, bây giờ em tặng anh Thuận ba từ đó thì rất là hay. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Rất ý nghĩa luôn á. Em xin hết ạ. Dạ em cảm ơn rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Nghĩa rất là nhiều ạ. Em xin mời thêm một anh chị nữa ở trong ngành cũng rất là lâu năm rồi. Em thấy ở đây thì có rất là nhiều cái tên, nhưng mà em sẽ pick một tên ạ. Em thấy anh Nguyên Hơn GM ở bên Stella. Dạ em xin mời anh ạ. Alo em ơi.
Tại vì anh vừa học vừa chăm bé đó nên không có theo dõi kịp hết chương trình nên chỉ lắng nghe thôi, không hiểu. À dạ rồi, ok anh, dạ vâng. Vậy thì em chắc là anh Phong em xin mời anh Phong ạ. Tại vì từ đầu cái ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng thì em thấy là một trong những cái gọi là học viên tương tác nhiều nhất, gọi là những cũng là một trong những cái đàn anh trong ngành sale. Và cũng giúp tụi em cũng như là giúp ban tổ chức rồi giúp anh Thuận thì cũng trả lời rất là nhiều những cái câu hỏi hóc búa hoặc là giải quyết rất nhiều cái vấn đề từ học viên, và anh cũng có rất là nhiều câu hỏi khi mà anh đưa ra thì tụi em cũng đã học được rất là nhiều. Thì em xin mời anh Phong, anh có thể chia sẻ một chút xíu và góp ý cho tụi em để tụi em có thể làm những cái chương trình nó tốt hơn cho những cái khóa tiếp theo được không ạ? Rồi, cảm ơn Nhâm. Thật ra thì mấy cái khóa đầu từ mấy bài đầu tiên thì Phong cũng rất là thích, nên tại sao mình hay đặt câu hỏi cái gì mình thích thì mình mới quan tâm và mình mới theo sát. Tại vì giống như mọi người cũng biết đó, là ai làm sale thì trước giờ thì Việt Nam mình nó không có cái chương trình nào gọi là đào tạo revenue cho sale hết, ngay cả khách sạn độc lập hay là khách sạn tập đoàn cũng vậy. Có nghĩa là revenue là làm revenue, sale là làm sale. Mọi người chỉ gặp nhau vào cuộc họp thôi, hoặc là khi có việc đó thì vô họp, hoặc là khi cần giá gì đó. Chứ nói mà để có một cái lớp mà gọi là cho để biết công việc của Benny là gì, thực sự không có, đúng không anh Thuận? Anh Thuận đúng, cũng đúng. Rồi, thực sự không bao giờ có khóa này hết. Còn muốn học thì các bạn phải đăng ký với những cái khóa học online rất là mắc tiền, tính cả mấy ngàn đô chứ cũng không phải là giá rẻ nữa. Nên thực sự rất là cảm kích anh Thuận và chỗ chị Trinh và Nhâm. Thì nói thì qua cái khóa này thì ai cũng biết là thấy được những cái nó hiệu quả, cũng như khi mình tham gia rồi và mình cũng biết được những cái công việc marketing, xin lỗi, công việc Benny làm là cái gì rồi. Nên mình sẽ fighting một cách logic, chứ không phải là mình fighting mà chỉ là để bảo vệ cho cái ý kiến của mình mà nó không hợp lý, hoặc là đổ thừa việc này là ai nên làm, việc này ai không nên làm, thì mình cũng hiểu. Nhưng như Nghĩa nói thì chính xác là mình sẽ biết được công việc mình là mình làm cái gì của sale và revenue làm cái gì. Thì rất là cảm ơn anh và em thấy rất là hay. Thì em nghĩ là hy vọng những cái khóa nào mà mình có thể triển khai tương lai mà nó bổ sung được cho sale, cho revenue thêm nữa thì mọi người sẽ rất là willing thôi nè. Nhưng mà không biết là bây giờ chỉ còn marketing thôi, tại sale thì đa số các bạn đây là mày làm sale nhiều, em thấy đa số tham gia là sale nhiều. Còn sale mà để muốn develop lên làm USM thì phải biết về revenue là một nè. Thì em nghĩ mọi người đã biết rồi, có thể nói chuyện với revenue, tự tin nói chuyện với revenue manager rồi, chỉ còn cần thêm về marketing. Mà hiện nay marketing thì nó đổi so ngày xưa một chút, nó chỉ chuyển hướng qua digital marketing nhiều hơn là marketing truyền thống. Đó, nên nếu mà bạn nào mà có kinh nghiệm trong nhóm hoặc là quen biết ai mà có thể giới thiệu để bạn nói xung phong mà tổ chức một cái khóa digital marketing hoặc là marketing truyền thống cũng được, nhưng không cần nói là hay cho team. Dạ, okay, thì cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Phong nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Đó cũng là cái phần mà chia sẻ sau đó em đang định hỏi thêm, tức là sau khi mà em xin thêm hai cái ý kiến nữa thì em sẽ hỏi xem là các bạn đang muốn là cái khóa tiếp theo thì bên ban tổ chức sẽ mở về chuyên về cái gì, ví dụ như về marketing, về sale hay là về bên F&B. Dạ em xin thêm mời thêm một cái thế hệ nữa, tức là trong cái giai đoạn là khoảng tầm 5 năm đến 10 năm kinh nghiệm trong ngành, thì em xin mời chị Hạnh Phùng ạ. Dạ, anh Phùng có thể chia sẻ với lại chúng em cái cảm nghĩ cũng như là cái góp ý của mình sau khóa học được không ạ? Alo, dạ em xin phép chia sẻ nhanh tại vì em có việc gấp phải đi á. Rất là cảm ơn anh Thuận với chị Trinh, chị Nhâm cũng như là chia sẻ của tất cả mọi người ha. Thật sự là đối với em á thì em không có manage cái revenue nhiều, cho nên tất cả mọi thông tin mà bữa giờ thì nó khá là mới đối với mình á. Có một số thì mình cũng biết, tại vì lúc trước cũng có làm tập đoàn này kia thì cũng có ứng dụng những cái phần mềm rồi những cái công cụ, những cái tool, nhưng mà nó chỉ chuyên về sales nhiều hơn là revenue. Thì đây cũng là một cái cơ hội tốt để mà học hỏi thêm, và chắc chắn là phải xem lại những cái clip vừa rồi để mà nhâm nhi từ từ để mà ứng dụng, chứ còn một lần thì nó cũng hơi khá là nhiều để mà nhớ hết á. Yep. Rất là dạ, rất là quý những cái chia sẻ của anh Thuận và cái sự kết nối của chị Trinh ạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người an toàn, khỏe và qua mùa dịch này và sắp tới thì sẽ thành công hơn trong công việc nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Same to you. Dạ. Ha. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Chào mọi người luôn ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ, em cảm ơn chị.
Rồi em mời một bạn trẻ nhất trong cái thế hệ ngành của mình, đó là bạn Minh Đức ạ. Nhóm mời bạn Minh Đức ạ. Bạn Minh Đức có thể chia sẻ, bạn là một người bạn là người duy nhất comment trong cái số năm công tác, cũng như là cái thông tin thì mọi người đang rất là háo hức để nghe xem là thế hệ trẻ bây giờ tinh thần học ra sao, tại vì thấy trong này thì rất là nhiều bạn trẻ đấy, nhưng mà thấy toàn là mấy anh chị gọi là lớn lớn comment thôi, có một mình bạn thôi, nên là Nhâm rất là hứng thú khi mà nghe bạn chia sẻ. Chào anh Thuận, chào các anh chị. Biết vậy nãy mình điền số 1 hay số 2 tại vì thật ra là mình làm trong ngành này, nhưng mà mình không có làm về sale với lại làm revenue, nó không có làm về chuyên môn, cho nên đáng lẽ phải số 4, không có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà tại vì ra là anh Thuận cũng làm việc với lại sàn tourist cũng nhiều, bên có cái quan hệ cũng rất là tốt, nên anh Thuận rất là nhiệt tình. Mỗi lần mà bên sàn tourist có hội thảo mời anh Thuận tới chia sẻ thì anh Thuận lúc nào cũng nhiệt tình đồng ý hết. Thì còn về cái đề tài mà hotel revenue này là theo bản thân mình là thấy là nội về những cái mà kiến thức về ngành của mình thôi là ở Việt Nam là cũng là đã ít rồi. Còn nếu mà đi sâu vào cái hotel revenue management này, nó còn không có khóa học, và cũng không có tìm được cái sách nào mà tiếng Việt về cái môn này hết. Thì nếu mà mình nghĩ nếu mà được thì Berlinger có thể xem xét xem có thể mình viết một cuốn sách, hoặc là mình chuyển thành tiếng Việt chẳng hạn. Thì thì em nghĩ cái đó nó sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên khi mà sau này mà có làm trong khách sạn á, nó sẽ không có bỡ ngỡ. Tại vì theo cái kinh nghiệm của em là thường là revenue là các bạn vào là từ sales coordinator, sau đó lên sales từ từ, rồi sau đó mới đưa qua bên revenue. Chứ ở và nếu mà muốn mà học các cái thủ thuật rồi mọi những cái mà kiến thức như anh Thuận trình bày á, là phải làm ở mấy cái khách sạn 5 sao mà quốc tế á, thì nó mới có cái bộ phận đó, thì mấy bạn mới được. Mà cái bộ phận đó thường thì chỉ có khoảng 2 người hoặc là 3 người là nhiều lắm rồi, cho nên cái cơ hội làm việc hầu như là rất là khó. Cho nên nếu mà tại vì các bạn nói chung nếu mà đưa mấy bạn qua, mấy bạn cũng không biết làm gì, tại vì không có kiến thức gì, không có ai dạy nữa. Thì nếu mà bán linh cơ mà có ví dụ viết được cuốn sách, hoặc là hợp tác được với cái trường đại học nào đó, mình có những cái khóa ngắn hạn á, thì em nghĩ nó rất là tốt cho cái thế hệ mà làm cái ngành của mình. Dạ rồi, ok rồi, anh ghi nhận anh ghi nhận góp ý để coi what I can do. Dạ, rồi, cảm ơn Đức rất nhiều. Em cảm ơn anh Thuận, em cảm ơn Đức. Hiện tại thì em cũng nhận được rất là nhiều cái lời cảm ơn, cũng như là những cái mà gọi là mong muốn của các bạn sau khóa học bên group chat, thì các bạn cũng nói là các bạn muốn học thêm một cuốn như marketing hoặc sale sau cái khóa này. Thì để mà tiếp tục gọi là tiếp nối cái chương trình, thì em xin mời chị Trinh ạ. Chị Trinh là nằm trong ban tổ chức, là chị nói là có một số cái lời mà gọi là muốn chia sẻ với lại các bạn cũng như là anh Thuận ạ. Trước hết là chị cũng xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các anh chị đã tham gia rất là nhiệt tình trong thời gian vừa qua. Về phía đại diện cho tất cả các học viên thì em cũng gửi lời cảm ơn tới anh Thuận rất là nhiều. Bởi vì như em cũng đã chia sẻ trên Facebook của em á, thì là khi mà em mong muốn cái khóa học này thì em đã được đúng là vũ trụ kết nối với anh. Và không chỉ vậy thì nhờ qua khóa học này thì em cũng có cơ hội với kết nối với cả cộng đồng của rất nhiều các anh chị học viên mà đã là những cái người gọi là có rất là dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sales và marketing và OTA, và thậm chí rằng những cái người có kinh nghiệm rất là nhiều trong technology, ví dụ như Nhật chẳng hạn. Mặc dù là biết là Nhật, em quen Nhật rất là lâu rồi, nhưng mà để mà có những cái buổi chia sẻ về công nghệ thì thực sự là chưa có lần nào để mà có thể nói chuyện với Nhật. Hay thì trong quá trình các cái buổi học á, thì cái việc mà
đối với một người lâu tech như em thì cũng được được cập nhật hơn một chút. Đó thì em cũng thực sự rằng là cũng rất là cảm ơn anh Thuận và sự chia sẻ của tất cả mọi người. Đó thì liên quan đến cái việc cái cái mong muốn của bạn bạn rồi đó thì xin xin lỗi xin quên mất tên của bạn. Thì cái việc mà mình bạn mong muốn rằng được cái chia sẻ những cái kiến thức của những cái người mà kinh nghiệm như anh Thuận ở trong lĩnh vực revenue hotel revenue management hay là những anh chị khác thì thực sự ra là ban tổ chức cũng sau khi nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều các bạn học viên trong một vài buổi đầu và cũng mong muốn rằng chia sẻ và muốn chia sẻ và lan tỏa những cái giá trị của các anh chị trong nghề thì hiện tại anh Thuận cũng có tạo ra hai cái kênh mà mọi người có thể approach được, đó là cái kênh về YouTube và kênh fanpage Việt Nam Hospitality Hub thì các bạn có thể sử dụng tức là những cái nguồn thông tin ở trên hai cái kênh này và đồng thời mình cũng có thể sử dụng những cái nguồn tài liệu đó để chia sẻ cho tất cả các bạn học viên, bởi vì nếu mà viết vào sách á, thì nó cũng chỉ là những cái kiến thức trên sách vở và nhiều khi á, nó cũng sẽ không thể là mang tính chất thực tiễn khi mà mình có những cái chia sẻ thực tế ở trên trong các buổi học như thế này. Thì cũng rất là mong các anh chị cùng đăng ký vào hay là like hay share những cái thông tin đó và để mình được thực hiện những cái giá trị như mà cái câu nói của Nghĩa đó là learn, earn and return. Đó thì đó là cái mà mình rất là mong muốn nhờ các anh chị giúp đỡ để lan tỏa những cái giá trị đó. Và cũng từ cái mong muốn của mọi người là trong buổi học là đối với sales thì mình chỉ học sales thì revenue cũng rất là quan trọng. Vậy thì mình còn trong khi quá trình làm việc mình còn học cần phải học rất là nhiều nữa, bởi vì cái việc mà mình học được các kiến thức ở trong các cái lĩnh vực khác trong ngành khách sạn hay thậm chí rằng không phải là ngành khách sạn, một cái skill nào đó, một cái kỹ năng nào đó cũng rất là tốt. Nếu như anh chị nào có những kỹ năng nào đó mình cũng chia sẻ, đây là một cách không chỉ là hoàn thiện về cái kiến thức ở về trong nghề nghiệp mà nó còn hoàn thiện về cái gọi là nâng cao cái phát triển bản thân thì mình cùng chia sẻ để mình phục vụ tốt lại cho công việc của mình. Thì đó là cái cũng rất là mong muốn cùng tham gia cùng chung tay đóng góp của tất cả các anh chị để mình tạo ra một cái cộng đồng hospitality phát triển trong tương lai. Đó là cái mong muốn của Trinh và cảm ơn anh chị anh Thuận và các bạn học viên rất là nhiều. Trinh xin hết ạ. Rồi, yeah. Người chắc thôi để Thuận wrap up ha. Wrap up kết thúc. Nghiệp cũng đã tham gia và nói chung là hưởng ứng và chia sẻ, trao đổi, thảo luận rất là sôi nổi trong suốt 5 cái buổi vừa qua. Thì thật ra cái đó mới là cái nó mang lại cái niềm vui cho mình. Cũng có những cái feedback từ các anh chị ở cuối buổi đó, nó cũng sẽ giúp để cho cái phần sắp tới mình cũng biết được tự raise awareness thôi, mình biết được đâu là những cái mình đã làm tốt và những cái mình cần phải improve thêm, sắp tới đây mình sẽ điều chỉnh đồ này kia để cho nó phù hợp hơn chẳng hạn đó. Rồi cũng rất là vui vì mọi người cũng thấy được rằng cái mục tiêu của mình qua cái buổi chia sẻ này á, thì mình thấy rằng mọi người đã nhận được những cái giá trị mà mình cũng mong muốn tổ chức ở tức là lúc đầu mình mong muốn để làm cái chuyện đấy, thì bây giờ mọi người cũng nhận được cái giá trị như vậy thì nó cũng rất là vui ở cái điểm đấy. Thì cũng hy vọng rằng ok chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái connection, giữ các cái quan hệ với nhau trong cái thời gian tới đây và Thuận cùng sẽ cùng với ban tổ chức sẽ tiếp tục nghĩ xem sẽ tổ chức các cái buổi kế tiếp như thế nào để anh chị sẽ có thêm những cái kiến thức mới, những kiến thức khác nó phục vụ được cho các cái công việc của các anh chị trong thời gian sắp tới. Rồi thì thời gian cũng đã hết cho nên sẽ mình wrap up ở đây và mình kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục giữ được cái lửa với ngành ha. Từ bây giờ cho đến lúc đến sau dịch. Rồi.
ban tổ chức còn ý kiến gì cuối cùng không? Dạ vâng, chắc là để tiếp nối anh Thuận thì em rất là cảm ơn mọi người đã tham gia, cũng như là chia sẻ được nhiều, rất là nhiều những cái ý kiến cũng như là đóng góp cho khóa học. Thì đặc biệt là cảm ơn anh Thuận với chị Trinh, những cái đàn anh đàn chị, rồi anh Phong, rồi trước đó là có anh Công nữa cũng chia sẻ, thì giúp em đã update được nhiều, rất là nhiều kiến thức. Thì những cái gì mà mọi người nói thì cũng đã nói rồi, còn lại là chỉ là những cái lắng động và những cái giá trị mà mọi người cảm nhận được sau cái khóa học này nó là cái gì. Thế nên là để mà phát triển được cái giữ vững được cái phong độ của anh em chúng em, tức là ba anh em, thì mình em cũng thương mời các anh chị là có thể lên những cái trang trang hiện tại là bây giờ có trang fanpage đó của bên Việt Nam Hospitality Hub, thì mình có thể like, mình share nếu mà mình thấy những cái thông tin, những cái video mà bên ban tổ chức làm là có truyền được thêm nhiều cái thông tin hoặc là hữu ích giúp cho nhiều người. Và sắp tới thì hy vọng là bên ban tổ chức và kết hợp với những cái anh chị gọi là kỳ cựu, những cái đàn anh đàn chị trong ngành, thì biết đâu mình sẽ làm được nhiều cái khóa học, nhiều cái video bổ ích hơn nữa. Dạ vâng, em sẽ rất là mong và chờ được gặp mọi người trong cái thời gian sớm nhất. Dạ em xin hết ạ. Rồi, thank you very nhiều. Anh ơi, em nghĩ mọi người nên mở cái video call dạ, đi để gặp rồi, nhau mình mở nâng ly nữa chứ. Dạ, mình mở video mình chào nhau đi ạ. Ok, mở video lên. Xin mời. Em thấy anh Dương Minh Đức rồi, anh Đức cũng lớn rồi. Ước thì hôm nay mình mặc đồ đẹp, trời ơi, mặc đồ xấu. Dạ, ai vậy? Thay đồ đâu? Chị Nghĩa, hello chị Nghĩa, chị ơi. Em thấy có lỗ của mặt rồi chị ơi. Thấy mặt là vui rồi. Thấy mặt lỗ à? Ơi, lên đi chị, lên đi chị. Lên, kia. Rồi, chúc mừng. Yes. Em vẫn đang đọc comment ạ, em đọc trong sự sung sướng. Cảm ơn anh Thuận. Comment trong lúc ok, cheers mọi người, happy. Yeah. Bao dịch mình qua dịch mình phải networking nha, qua dịch mình làm buổi tụ tập. Yeah. Chắc chắn rồi ha, sau dịch mình uống bia tươi, gặp nhau uống bia tươi vậy. Qua dịch mình offline cái nhờ. Ok, sure. Yeah. Bye bye. Bye bye, bye, bye mọi người. Ok, bye bye mọi người nhé. Dạ, xin chào. Ok, hẹn. Cảm ơn anh ạ. Gặp lại buổi kế tiếp. Dạ. Yeah. Ok, thank you. Dạ. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Cảm ơn anh.